vào Trường Minh, tại làng Phú Mỹ, quận Linh Lăng, có một người phụ nữ ngoá chồng. Người ta thường gọi là bà Mã Ổn. Gia cảnh bà chỉ vừa đủ ăn, có hai đứa con trai là Mã Văn và Mã Võ đều được bà lo cho ăn học đàng hoàng. Mã Văn lanh lẹ, học hành thông suốt, năm 12 tuổi đã nổi danh khắp huyện. Còn Mã Võ tính tình chậm lục, học hành không có tiến bộ, đành trở về nhà lo chuyện buôn bán làm ăn. Một hôm, bà Mã Ổn gọi Mã Văn vào bảo: "Con à, nay con cũng đã 17 tuổi rồi, mẹ lại già nua, vậy con xin phép nghỉ học ít hôm ở nhà để mẹ lo việc cưới vợ cho con, để một mai mẹ có nhắm mắt cũng được yên lòng phần nào." Mã Văn nghe mẹ nói đến chuyện lập gia đình, liền vòng tay cung kính thưa: "Thưa mẹ, mẹ dạy con đâu dám cãi lời, nhưng con nghĩ hiện nay con có ba điều chưa nên cưới vợ. Thứ nhất, dâu hiền khó kiếm, duyên nợ khôn lường. Nếu may gặp được duyên lành thì chẳng nói làm chi, còn ngược lại, như gặp duyên xấu, cưới nhầm người vợ không được hiếu thuận, e rằng chỉ càng làm cho mẹ phải thêm nhọc mệt, lo lắng mà thôi. Thứ hai, ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ khác nào như trời cao đất rộng, thầm thẳm mênh mông. Từ khi con lớn khôn đến nay, nỗi khó nhọc của mẹ chưa vơi được bao nhiêu, thế mà nay đã phải nhọc nhằn lo bề gia thất cho con, lòng con thật áy náy. Thứ ba, con là thân nam nhi mà chưa lập được chút công danh sự nghiệp gì, nay đã vướng vào đường thê tử, e rằng như vậy sẽ không còn có dịp để làm rạng rỡ tông đường. Thưa mẹ, việc cưới vợ con nghĩ cũng không gấp gáp gì, đợi sau khi con công thành danh toại rồi sẽ tính, cũng chẳng muộn màng chi. Xin mẹ hãy nghĩ lại ạ." Không ngờ bà Mã Ổn nghe con nói thế lại nổi giận đùng đùng, lập tức lớn tiếng quát mắng: "Này mẹ đã già rồi, việc cần làm thì mẹ bảo con làm, tuyệt đối con không được cãi lại. Mẹ nay đã gần đất xa trời, cả hai anh em con đều khôn lớn cả. Nếu lúc này không lo cưới vợ về phụ giúp công việc trong nhà thì còn đợi đến bao giờ nữa? Hay là con muốn thấy mẹ làm lụng vất vả suốt ngày, hết lo ngoài lại đến lo bên trong? Từ những việc xách nước, giã gạo, nấu cơm, quét nhà đều chẳng có ai thay mẹ. Hơn nữa, những lúc trái gió trở trời, ốm đau bệnh tật, có ai là người giặt giũ hong phơi quần áo cho mẹ? Ai là người chăm sóc thuốc thang, lo chuyện cơm cháo cho mẹ? Chẳng lẽ còn phải bỏ cả chuyện học hành để lo những chuyện đó?" Mã Văn nghe mẫu thân lớn tiếng rầy la thì sợ sệt, cung kính thưa: "Thưa mẹ, xin mẹ bớt giận, thật lòng con đâu dám cãi lời mẹ dạy, cũng muốn có thêm người nhà để đỡ đần mọi việc giúp mẹ. Nhưng con thấy gia đình mình còn nghèo, tiền gạo thiếu trước hụt sau, sợ mẹ lo lắng nhiều việc sinh bệnh nên mới xin trì hoãn việc này. Nếu mẹ đã quyết thì con xin nghe, tuyệt đối không dám cãi lại nữa." Mã Văn lại theo vuốt ve năn nỉ hồi lâu, bà Mã mới chịu nguôi giận. Bà nói: "Mẹ chỉ nói ra cho con biết thế thôi, chứ việc này mẹ đã có tự chủ ý sắp xếp xong xuôi cả rồi. Mẹ đã dò hỏi được, ở làng Phước Khê, cách đây chừng 15 dặm, có con gái nhà họ Đào, tên là Sang Hô, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Phong thái yểu điệu, thân hình đầy đặn, nhan sắc chim sa cá lặn, công hạnh vẹn toàn. Gia đình ấy cũng là nhà có lễ nghĩa. Mẹ đã mang lễ đến cầu hôn rồi, định ngày mùng 9 tháng này sẽ tổ chức hôn lễ. Này chỉ còn có 5 ngày nữa mà thôi, con phải lo sửa soạn ngay đi cho kịp." Mã Văn nghe mẹ nói vậy thì thấy không còn gì để bàn thêm, liền đứng dậy chào mẹ lui ra, sau đó lo dọn dẹp nhà cửa, sắp đặt các việc từ trong ra ngoài chu đáo. Đúng ngày mùng 9, chàng đem sính lễ sang nhà họ Đào, rước thẳng cô dâu về nhà lễ bái tổ tiên, ra mắt mẹ chồng, rồi làm lễ hợp cẩn luôn trong ngày ấy. Mối lương duyên này quả đúng là trai tài gái sắc. Từ khi hai người nên duyên cầm sắc, đẹp phận xướng tùy, một chữ đồng tâm thề cùng non nước, mọi người ai cũng cho rằng đôi vợ chồng sẽ hòa hợp cùng nhau trăm năm tơ tóc gắn chặt keo sơn. Ngờ đâu chưa được bao lâu thì đã gặp phải sự tình trắc trở. Từ khi nàng Sang Hô về làm dâu nhà họ Mã,
mẹ con hòa nhã, vợ chồng vui vẻ, tưởng như cảnh hạnh phúc chốn trần gian không còn gì hơn thế nữa. Nhưng chỉ được hơn một năm qua thì chẳng biết duyên cớ vì sao bà Mã Ổn bỗng sinh lòng ác cảm, đối xử với nàng dâu như kẻ thù nghịch, lúc nào cũng tỏ ra vẻ căm ghét nàng đến tận xương tủy. Mỗi khi thấy nàng mặc áo quần lành lặn, bà liền mắng chửi là đồ bán hình bán dạng. Còn thấy nàng mặc quần áo rách rưới, bà lại lớn tiếng bảo là có ý đồ bêu xấu, trôi trò trét trấu tổ tiên nhà họ Mã. Đến bữa ăn, dù cơm chín, bà cũng bảo là sống, dù canh ngon, bà cũng bảo là dở, rồi nặng lời chê bai đủ điều. Nhà cửa tuy lúc nào cũng được nàng dâu quét dọn sạch sẽ, nhưng bà luôn miệng chê là dơ nhớp. Suốt ngày nín lặng thì bà chửi là câm như hến, mở miệng ra nói thì bà quát tháo là lẳng lơ nhiều chuyện. Thậm chí đến chuyện đi đứng của nàng dâu cũng bị bà bắt lỗi, khóc cười cũng là có tội. Dường như chỉ cần bóng nghe tiếng của nàng dâu là đã đủ cho bà căm ghét bực tức, nên không có chuyện gì liên quan đến nàng mà bà không bắt bẻ đay nghiến. Mã Văn tuy cũng nhận ra sự vô lý của mẹ mình, nhưng chàng vốn là người con hiếu thuận, không bao giờ dám làm điều gì trái ý mẹ. Vì thế, biết mẹ không ưa thích nên chàng cũng không bao giờ dám tỏ vẻ yêu thương âu yếm người vợ trẻ. Bởi vậy mà vợ chồng sống chung một nhà, nhưng vợ không dám ngó chồng, chồng không dám nhìn vợ, chẳng lúc nào dám gần gũi trao đổi với nhau dù chỉ một đôi lời. Mặc dù vậy, bà Mã Ổn cũng chưa thấy hài lòng, nên không tiếc lời đặt điều thêu dệt để trách mắng cả con trai. Bảo là Mã Văn quá nuông chiều vợ, không ngó ngàng gì đến bà. Nhưng rồi sự việc cũng không dừng lại ở đó. Thật không thể nào hiểu nổi vì sao mà lòng căm ghét của bà Mã Ổn đối với nàng dâu san hô lại mỗi ngày một tăng thêm, mặc dù nàng hết sức hiếu thuận, luôn dịu dàng hòa nhã và chưa bao giờ dám cãi lại bà dù chỉ một lời. Công việc nhà từ sớm đến tối, nàng luôn tận tụy thu xếp trong ngoài đều chu đáo, chưa từng bê trễ bất cứ việc gì. Thế nhưng bà vẫn thấy ghét cay ghét đắng nàng dâu này, chỉ cần nhìn thấy mặt nàng trong nhà là bà đã cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên. Thế là một hôm, bà quyết định bảo Mã Văn viết giấy ly hôn, bỏ vợ. Mã Văn cảm thấy bất ngờ choáng váng trước quyết định của mẹ, nhưng đứng trước tình cảnh ấy, quả thật chàng cũng không biết phải làm sao. Nếu thuận theo ý mẹ mà ruồng bỏ nàng san hô thì quả thật là bất công vô lý, vì nàng đâu có tội lỗi gì. Ngược lại, còn là một người vợ hiền hiếm có, một nàng dâu mẫu mực ngoan hiền. Nhưng nếu không nghe theo thì trái ý mẹ già, sợ làm cho bà tức giận mà sinh bệnh, hại đến sức khỏe hoặc tính mạng, thì thật không tránh khỏi tội bất hiếu, quả là khó xử biết bao. Chàng nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần mà vẫn chẳng biết phải làm sao cho phải đạo, liền đến thưa với mẹ. Thưa mẹ, vợ con còn nhỏ dại, ăn ở không vừa ý mẹ nên mẹ bảo con đuổi nàng đi. Việc đó con cũng không dám cãi, nhưng nếu con đuổi nàng đi rồi, mẹ lại phải lo lắng cưới vợ khác cho con. Như thế, há chẳng phải thêm phần khó nhọc, hao tâm tổn trí của mẹ lắm sao? Lại nếu như con cưới nhầm người vợ khác cũng dại dột như san hô thì biết tính làm sao? Nếu đuổi đi nữa thì không khỏi mang tiếng xấu với đời, còn không đuổi đi thì thêm nhọc lòng mẹ. Con xin mẹ suy xét lại, thương tình con mà bỏ qua cho. Dù mẹ không thương vợ con, xin hãy xem như đã bỏ nó đi, chẳng phải dâu con gì nữa mà chỉ như người giúp việc trong nhà. Vậy cứ để nàng ở nơi nhà bếp, sai bảo công việc hàng ngày để mẹ được thong thả. Chỉ cần mẹ bằng lòng như thế cũng được, con nghĩ vợ con cũng không dám oán than gì, chẳng hay mẹ có bằng lòng hay không. Những tưởng Mã Văn đã xuống nước đến như vậy, chắc là bà Mã Ổn sẽ hài lòng. Vì xưa nay chưa từng thấy có người vợ chính thức nào lại phải chịu chấp nhận thân phận như một người giúp việc, phải ăn ở nơi nhà bếp. Xem ra thì việc hành hạ đay nghiến một con người cũng chỉ đến thế là cùng. Nào hay, bà Mã Ổn lập tức nổi cơn thịnh nộ, quát tháo lung tung, quyết làm sao cho Mã Văn phải dứt tình với vợ thì bà mới chịu thôi. Mã Văn chịu đựng những lời cay nghiệt của mẹ như búa bổ vào đầu, dao đâm vào ruột. Biết là không có cách nào khuyên giải bà được nữa, đành phải viết giấy ly hôn, đau đớn dứt tình với nàng san hô.
Đáng thương thay, san hô là người con gái nết na thùy mị, đức hạnh vẹn toàn. Từ khi về nhà chồng, chưa hề phạm một lỗi lầm nào, dù chỉ là nhỏ nhặt. Dù bị mẹ chồng cay nghiệt ghét bỏ, nàng vẫn một lòng thuận thảo, sớm hôm hết lòng hầu hạ chăm sóc. Thế mà nay phải chịu cảnh bị gia đình chồng ruồng bỏ đuổi đi. Tình cảnh này quả thật là đau đớn, oan uổng biết dường nào. Trong xã hội ngày xưa, người phụ nữ sau khi lấy chồng là xem như đã phụ thuộc hẳn vào gia đình nhà chồng. Hơn thế nữa, nếu người nào bị chồng bỏ thì bị xem như đó là cả một mối nhục rất lớn cho gia đình cha mẹ ruột. Vì thế, nếu khăn gói trở về nhà cha mẹ thì có khác nào làm nhục mẹ cha, khiến cho họ hàng cô bác xóm giềng đàm tiếu. Vì thế, nàng san hô quyết định dù sao cũng không thể trở về nhà cha mẹ. Nàng mang gói hành lý, thất thểu bước ra khỏi nhà họ Mã, ruột rối như tơ vò. Nhớ lại những ngày làm dâu họ Mã, từ khi gà vừa gáy thì nàng đã thức giấc, dâng nước rửa mặt, dâng trà nóng buổi sáng cho mẹ. Vừa sáng ra, đã lo quét tước trong ngoài sạch sẽ, lại nấu cơm, giặt giũ, xay lúa, giã gạo, chịu đủ trăm bề khổ cực, lúc nào cũng chiều theo ý mẹ chồng. Thế mà nay đành phải ôm gói ra đi. Thân gái dặm trường không nơi nương tựa, càng nghĩ nàng càng cảm thấy trong lòng đau đớn tủi nhục, không biết làm sao sống nổi trong những ngày sắp tới. Nàng san hô vừa bước đi mấy bước đã thấy lòng nặng trĩu như đeo đá. Nhìn về phía trước, mịt mờ tăm tối, không còn chút hy vọng sáng sủa nào. Nàng lặng lẽ ngồi xuống bên một gốc cây bên đường. Trong một thoáng buồn đau tột độ, nàng rút con dao nhỏ mang theo trong người, đâm thẳng vào yết hầu tự vẫn. Nàng san hô tự tay, muốn kết liễu cuộc đời khốn khổ bất hạnh của mình. Ngờ đâu duyên nghiệp vẫn còn chưa dứt. Trong lúc máu tuôn lai láng, nàng ngã xuống ngất xỉu bên đường. Bỗng mơ màng ngước lên, nhìn thấy một vị Bồ Tát, thân mặc áo trắng hiện ra trong đám mây bạc. Có tòa sen vàng đỡ gót, lộng báo che thân, dáng vẻ trang nghiêm từ hòa, tay cầm tịnh bình và nhành dương liễu dịu dàng nói: "Này con ơi, vì sao lại dại dột muốn tự hủy hoại thân mình như thế? Mọi việc ở đời đều do nhân quả, đều có nguyên do. Nếu con không có tội lỗi gì, đâu lẽ nào lại vô duyên vô cớ mà phải chịu bao nỗi đắng cay khổ nhục? Chẳng qua con không nhớ được những việc làm sai trái trong tiền kiếp của mình đó thôi. Này ta sẽ nhắc lại cho con được biết. Trong một kiếp trước, con là một thư sinh con nhà giàu có, tên là Phan Đức Tuấn, đã kết duyên với một người con gái tên Kiều Phi Nga. Duyên tình đang nồng thắm thì con có việc lên kinh thành, sau đó ham mê những thú vui chơi nơi thành thị mà quên hẳn người vợ chốn quê nhà, khiến cô ấy phải phòng không chiếc bóng, lạnh lẽo trông chờ năm này sang năm khác. Lại còn một kiếp khác, con làm thân gái tên Phạm Ngọc Hà, cũng sinh trong gia đình giàu sang phú quý, kẻ hầu người hạ rất đông. Tuy vậy, chỉ có một người hầu gái được con yêu mến nhất, chủ tớ tương đắc, lúc nào cũng kề cận bên nhau. Rồi người hầu gái ấy không may bị bệnh nặng, ghẻ chóc đầy người, mùi hôi hám không ai chịu nổi. Khi ấy, con chẳng sinh lòng thương xót chăm sóc, lại ghét bỏ nó, đuổi ra khỏi nhà. Người hầu gái đó vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không nơi nương tựa, không họ hàng thân thích. Nên khi bị đuổi đi thì hết lời khóc lóc van xin, nhưng con không chút động lòng, vẫn nhất quyết đuổi đi. Con hãy nghĩ xem, tình cảnh con phải gánh chịu ngày nay có khác gì cô Kiều Phi Nga xa chồng ngày trước, lại có khác gì người hầu gái bị đuổi khỏi nhà trong lúc ốm đau. Những khổ đau ấy đều là do chính con đã gây ra cho người khác, nay chúng đến tìm con chẳng phải là hợp lẽ lắm sao? Nhưng dù sao thì những món nợ ấy con đã trả gần xong hết, mà phước đức con gieo trồng từ nhiều đời trước cũng sắp đến lúc được thọ hưởng. Còn ngày trước vẫn thường trì niệm danh hiệu của ta, thường làm nhiều việc nhân đức cứu giúp người khác, nên hôm nay ta đặc biệt đến đây giúp con giải thoát tai nạn này. Nên hôm nay ta đặc biệt đến đây giúp con thoát khỏi tai nạn này. Này con, mẹ chồng con có một người chị tên là Châu Thị, nhà ở làng Cẩm Xuyên, cách đây hơn 8 dặm đường. Bà ấy là người hiền lành phúc hậu, con có thể tạm đến đó xin nương náu qua ngày.
không lâu nữa sẽ đến lúc lại được sum họp một nhà. Vị Bồ Tát ấy nói xong, dịu dàng lấy nhành dương liễu từ trong tịnh bình ra, rải nhẹ về phía nàng san hô. Chỉ thấy như một làn sương mỏng đột nhiên lan tỏa, một cơn gió mát lành bỗng dưng thổi đến. Thế là nàng bừng tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn đang nằm dưới gốc cây, máu chảy ướt đẫm cả thân áo trước, nhưng chỗ dao đâm vào thì đã lành lặn không còn dấu vết gì. Nàng san hô tỉnh lại rồi mà trong lòng vẫn còn bồi hồi xúc động, nhớ lại những lời được nghe trong mộng, tự thấy rõ ràng mọi việc đều có nguyên do, nhân quả báo ứng quả không sai chạy. Nghĩ đến đó, liền thấy nhẹ nhõm trong lòng, bao nhiêu buồn đau khổ não bỗng tan biến hết. Nàng liền mạnh dạn đứng dậy bước đi, lần hồi hỏi thăm đường tìm đến làng Cẩm Xuyên. Đến được làng Cẩm Xuyên rồi, nàng dò hỏi người trong làng thì quả nhiên có nhà bà Châu Thị. Vì từ ngày nàng về làm dâu nhà họ Mã, chưa có dịp nào được gặp bà dì chồng này, nên khi nàng tìm đến nhà thì bà không hề nhận biết. Nàng đánh liều bạo dạn cúi đầu chào rồi thưa: "Thưa dì, con tên là San Hô, vợ của chàng Mã Văn, là con dâu bà Mã Ổn." Bà dì mừng rỡ khi nghe nàng xưng tên, liền rối rít hỏi thăm tin tức gia đình bà Mã Ổn, lại cũng hỏi xem duyên cớ gì nàng phải thân gái lặn lội đường xa nguy hiểm một mình đến đây. Nàng san hô không nén được nỗi xúc cảm trong lòng, tức tưởi khóc hồi lâu rồi mới lần hồi kể lại hết mọi việc cho bà dì chồng nghe. Nàng nói: "Thưa dì, con đã nghĩ quẩn, thấy chỉ còn một cách là quyên sinh thủ tiết, vì sợ thân gái ra đường e không thể tự giữ được mình. Không ngờ sau khi tự vẫn, lại Bồ Tát hiển linh cứu sống, lại mách bảo cho con đến đây tìm dì, mong dì thương xót nhận cho con nương náu nơi này." Bà dì ôn tồn nói: "Con à, chỉ cần nghe qua là dì cũng đủ biết mẹ chồng con tâm tính không được hiền hòa, cho dù con có khéo léo giỏi giang cách mấy cũng khó bề ở được. Thôi con đừng sợ, cứ yên tâm ở đây với dì, không sao đâu mà ngại." Từ đó, nàng san hô nương náu ở nhà bà Châu Thị, nàng ra sức làm thuê làm mướn, hai dì cháu cùng nương nhau mà sống. Cho dù bữa đói bữa no, nhưng họ thương yêu nhau, không khác gì mẹ con ruột thịt. Vì thế cuộc sống trôi qua thật là đầm ấm. Trở lại nơi làng Phú Mỹ, sau khi bà Mã Ổn đuổi nàng san hô đi, rồi liền sắm sửa lễ vật, cưới vợ cho người em là Mã Võ. Người con dâu mới này là con nhà họ Lâm, tên là Túy Hoa, sống ở làng Đông Hồ. Cô nàng hình dung xấu xí, vừa mập vừa lùn, mặt rỗ da đen, dáng vẻ hết sức cục mịch thô xấu, tính tình lại hung dữ ngỗ nghịch, không biết nể nang ai cả. Từ ngày về làm dâu nhà họ Mã, Túy Hoa hầu như chỉ e dè được một vài tháng đầu, sau đó liền bắt đầu bộc lộ bản tính hung dữ của mình. Cô ta đánh cả chồng, mắng chửi cả mẹ, lại còn quản lý chặt chẽ cả chuyện ăn ngủ làm lụng trong nhà. Có những hôm gặp việc tức giận, cô ta bỏ đói cả nhà, không cho ai ăn uống gì cả, chỉ tự nấu ăn riêng một mình. Nghĩ cũng thật là lạ, chẳng hiểu sao mà từ bà Mã Ổn cho đến hai người con trai, ai cũng đều răm rắp nghe theo cô ta mà không dám tỏ một lời kháng cự. Dần dần thì mọi công việc trong nhà như nấu cơm, quét dọn, xay lúa, giã gạo, ba người phải chia nhau mà làm. Riêng nàng dâu Quý Hóa này chỉ biết ăn chơi nhõng nhẽo, dạo chơi chỗ này chỗ khác, không phải làm việc gì cả. Thậm chí cô ta còn thô bạo đến mức xưng hô bất nhã với cả chồng và anh chồng, lại thường xuyên nặng lời chửi mắng mẹ chồng, thật là ngang ngược vô cùng, không thể nói hết. Thường hại cho bà Mã Ổn, không biết cái oai phong oanh oanh liệt liệt đối với nàng san hô thuở trước này bà đã cất vào đâu, không thấy đem ra đối chọi với con dâu hung dữ này. Thảm thay, quần áo rách rưới, không có tấm vẻ vá, thường xuyên đói khát, chẳng có bữa nào được ăn no. Vậy mà không hiểu sao cả nhà họ Mã vẫn cam chịu sự hành hạ áp chế của đứa con dâu quá dữ dằn này. Thằng ôi, sự đời đúng là có vay có trả, quả báo rõ ràng trước mắt như vậy, thật không sai chạy. Nhắc lại, từ khi nàng san hô sang nương náu với bà Châu Thị, hàng ngày mai thuê dệt mướn, nhịn ăn nhịn mặc, tích góp được đồng nào lại mua thịt cá hay bánh trái nhờ bà Châu Thị gửi về cho mẹ chồng, mỗi tháng ít nhất cũng được vài ba lần.
Mỗi lần như thế, nàng đều dặn bà Châu: "Thưa dì, nếu mẹ con có hỏi, xin dì dặn người mang thức ăn qua đó, hãy nói là của dì gửi cho, đừng nói là của con, sợ mẹ chồng con giận mà không ăn." Mẹ con bà Mã Ổn bị Tý Hoa khắc bạc, làm cho thèm khát lâu ngày. Mỗi lần nhận được thức ăn từ người chị gửi qua cho thì vừa mừng vừa tủi. Nghĩ gia đình mình cũng không đến nỗi đói cơm rách áo mà nay phải ra cơ sự này, thật không nói nên lời. Rồi mẹ con mang đi giấu kỹ, chờ đến khuya mới dám chia nhau ăn, vì sợ Túy Hoa nhìn thấy sẽ đánh chửi. Ba mẹ con thường xuyên nhận được quà bánh như vậy, rất lấy làm biết ơn bà Châu Thị, trong lòng lúc nào cũng thầm cảm tạ. Một hôm, Mã Văn qua làng Cẩm Xuyên thăm dì và hỏi mượn một ít tiền. Không ngờ khi đến đó, dì cháu trò chuyện và cơm nước xong xuôi, Mã Văn đứng dậy xin phép dì ra về thì nàng san hô cũng vừa về đến. Nàng mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy chồng, khóc nức nở rồi nói: "Em có tội gì mà mẹ đuổi xua, còn anh lại nỡ để em lưu lạc như thế này?" Mã Văn nghẹn ngào không nói được thành lời, ôm vợ hồi lâu rồi chỉ biết gạt nước mắt quay về nhà, lại cũng giấu kín không dám hở môi cho mẹ biết chuyện gặp nàng san hô ở nhà dì. Thời gian thấm thoát trôi qua đã gần được 2 năm kể từ khi cô nàng Túy Hoa về làm dâu nhà họ Mã. Do ăn uống thiếu thốn cộng thêm tâm trạng lo buồn, bà Mã Ổn phải lâm trọng bệnh. Bà Châu Thị hay tin em bị bệnh liền lập tức sang thăm. Trong lúc chuyện trò, bà Châu buộc miệng hỏi: "Dì nó sao mà đau ốm dữ vậy?" Bà Mã Ổn thúc thích khóc một hồi rồi nói khẽ: "Hai năm nay em chẳng lúc nào được ăn no cả chị ơi. Sao dì nó lại ra nông nỗi này?" Bà Mã Ổn khoát tay chỉ xuống nhà dưới mà không dám nói chi cả. Bà Châu lại hỏi tiếp: "Vậy chứ con vợ của thằng Văn đi đâu, không chăm sóc để dì phải khổ như thế?" Bà Mã Ổn thú thật: "Con san hô đã bị tôi đuổi đi từ năm trước rồi, đâu còn ở đây nữa." Bà Châu Thị vờ như không biết lại hỏi: "Tôi nghe nói rằng con san hô siêng năng giỏi giắng, hiền đức hiếu thuận, vì sao dì lại đuổi nó đi?" Bà Mã Ổn vội nói tránh đi: "Chắc tại nhân duyên vợ chồng nó trắc trở, làm sao em biết được. Em đuổi nó đi rồi, chắc giờ nó cũng không khỏi oán hận em, thấu xương thấu tủy." Bà Châu Thị lại vặn hỏi: "Thế mấy năm nay, dì có biết ai là người thường xuyên gửi bánh trái thức ăn cho dì đó không?" Bà Mã Ổn tròn xoe mắt ngạc nhiên: "Chị hỏi gì lạ vậy, nếu chẳng phải chị thương em thì còn ai vô đó nữa?" Bà Châu Thị bật cười: "Dì nói mới lạ đấy, tôi lo cái thân già này còn chưa xong, cơm chẳng đủ no, lấy đâu ra mà gửi bánh trái thức ăn cho dì?" Bà Mã Ổn thắc mắc: "Vậy không phải chị thì là ai?" Bà Châu Thị nghiêm sắc mặt, nói gằn từng tiếng một: "Chính là đứa con dâu mà dì ghét bỏ, đuổi ra khỏi nhà không chỗ dung thân đó." Bà Mã Ổn bàng hoàng thán thốt: "Sao lại là nó? Chẳng phải đều là những người quen của chị nhờ mang đến cho em đó sao?" "Đúng vậy, nhưng đều là do con dâu san hô của dì đi làm thuê làm mướn, nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền mua gửi về cho dì đó. Và nó cũng dặn tôi không được cho dì biết bánh trái thức ăn đó là của nó mua gửi về, vì sợ dì giận nó mà không ăn." "Chưa hết đâu, từ ngày dì đuổi nó đi đến nay, nó lặn lội tìm sang nhà tôi nương náu, khổ nhọc muôn phần. Nhưng tôi chưa từng nghe nó nói ra lời nào oán hận hay xúc phạm đến dì. Lúc nào cũng quan tâm thăm hỏi, lo lắng cho sức khỏe của dì, cớ sao dì lại nghi oan cho nó là có lòng oán hận?" "Dì thật là có mắt mà chẳng biết nhìn người. Một đứa con dâu hiếu thuận hiền lành như nó, dẫu có đốt đuốc đi tìm 3 năm cũng chưa dễ đã có được. Vậy mà dì nỡ đăng tâm vô cớ đuổi xô nó ra khỏi nhà, lại khiến cho vợ chồng nó phải chia oanh rẽ phượng. Dì có biết là tội của dì lớn lắm đó không?" Bà Mã Ổn lặng thinh một hồi rồi nói: "Thưa chị, em biết rồi. Quả thật em không nên làm như vậy, bởi em ngu dại, làm việc càng quấy, cho nên bây giờ phải chịu báo ứng, gặp phải đứa con dâu hung dữ quá chừng. Nó áp bức cả nhà em lâu nay mà chẳng biết làm sao cho thoát.
chị về cho em nhắn lời xin lỗi con san hô vậy. Bà Châu Thị nói, ai bảo dì nói chuyện lỗi phải ở đây, nhưng nếu dì đã nghĩ lại như vậy, sao không bảo thằng Mã Văn sang đón vợ nó về, vợ chồng sum họp một nhà có phải là tốt đẹp hơn không? Bà Mã Ổn thở dài, thật lòng thì tôi rất muốn như vậy, nhưng chị nghĩ xem, tôi đối xử với nó như vậy, liệu nó có còn muốn quay về bên tôi nữa không? Bà Châu Thị an ủi, dì đừng lo, tôi dám chắc là con san hô nó không giận gì mẹ con dì cả, ngược lại nó còn rất mong dì gọi về. Bà Mã Ổn nghe vậy thì mừng vui hớn hở ra mặt, cảm ơn bà chị mình rối rít vì mấy năm qua đã chăm sóc đứa con dâu giùm mình. Rồi bà lập tức gọi Mã Văn ra, bảo đi theo bà Châu Thị ngay luôn hôm đó, sang đón san hô ngay. Mã Văn nghe lời mẹ dạy thì mừng vui lộ ra nét mặt, lập tức lên đường theo dì sang đón người vợ yêu quý của mình về. Khi vừa sang đến nơi, vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi, tình tự một lúc rồi dắt nhau ra lại tạ đền ơn bà Châu Thị. Hôm sau, hai vợ chồng đưa nhau vừa về đến ngõ đã thấy bà Mã Ôn ra đứng ngoài đường chờ đón. Nàng san hô nhìn thấy mẹ chồng liền òa lên khóc rồi ôm chầm lấy mẹ, tỏ vẻ nhớ nhung lâu ngày. Nàng vuốt ve khắp mình mẹ, luôn miệng xích xoa khi thấy mẹ bây giờ quá gầy ốm. Bà Mã Ổn giờ đã hiểu chuyện, được gặp lại con dâu hiền thì vui mừng khôn xiết, nhưng nhớ lại nỗi khổ tâm khổ cảnh đã trải qua trong mấy năm qua thì không khỏi buồn tủi nên cũng khóc òa lên. Nàng san hô vội lựa lời an ủi, mẹ con hàng huyên quấn quýt, tưởng như không còn cảnh mẹ chồng nàng dâu nào trên đời này có thể thương yêu hòa thuận đến như vậy. Bà Mã Ổn ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói, mẹ biết mẹ có lỗi với con nhiều lắm, nếu con thương mẹ thì hãy bỏ qua đừng giận mẹ. Từ nay mẹ hứa sẽ hết lòng thương yêu con như con gái mẹ. Con ơi, gia đình mình ngày nay nhiều chuyện rối rắm lắm, mẹ nói cũng không hết chuyện, để con về rồi sẽ biết, giờ mẹ chỉ còn biết trông cậy vào một mình con trong lúc tuổi già thôi. Nàng san hô đáp, sao mẹ lại nói vậy, bổn phận con là con dâu trong nhà, có bao giờ dám trách hờn gì mẹ đâu. Mẹ đã thương tưởng cho con trở về, từ nay con xin hết lòng hầu hạ chăm sóc mẹ. Khi mọi người đưa nhau vào nhà thì gặp Túy Hoa vừa bước ra. Từ khi thấy bà Châu Thị sang thăm bà Mã Ổn, nàng ta lấy làm bực dọc vì phải tiếp đãi cơm nước tốn hao, lại thấy hai bà già cứ thì thầm to nhỏ với nhau mãi. Ả cố tình nghe mà không nghe được gì càng thêm bực tức lắm. Giờ lại thấy nàng san hô vừa mới về, Túy Hoa mới biết là hai bà đã bàn nhau chuyện ấy. Cô ta lập tức ra đòn phủ đầu, phùng mang trợn mắt, quát thẳng vào mặt san hô. Mày là đứa đã bị chồng đuổi, sao còn dám vác mặt về đây nữa? Nếu muốn ở đây giúp việc nhà, ăn nhờ cơm thừa canh cặn thì phải lại xin tao đây, tao mở lòng mà cho, chứ sao mày dám tự tiện chui đầu vào nhà này? Mày phải biết đây là nhà của tao, mày không thư gửi với tao thì phải đi ra khỏi nhà này cho mau, đừng ở đó mà chết. Nàng san hô thấy ả Túy Hoa hung dữ quá, tính bề không xuôi, bất đắc dĩ phải dùng lời lẽ êm dịu thưa với nó để xin ở. Nó sai gì làm nấy, không dám cãi lẫy, cố giữ cho trong nhà yên ổn khỏi sự kình địch mà thôi. Nửa tháng sau, Túy Hoa bực dọc bảo chồng cất nhà riêng, rồi trong nhà còn bao nhiêu tiền gạo, ả gom sạch đem về cất giữ hết. Nàng san hô thấy vậy, khuyên lơn an ủi mẹ chồng. Thưa mẹ, tiền của là do người làm ra, nay còn mai mất, xin mẹ đừng buồn. Tùy ý cô ấy muốn lấy gì thì lấy, miễn con còn khỏe mạnh là sẽ cố gắng làm lụng nuôi mẹ, không để mẹ bị đói rách. Bà Mã Ổn nghe nàng khuyên lân như thế, cũng thấy đỡ tuổi thân phần nào, mẹ con đành an phận khổ học, lây lất qua ngày. Nhờ nàng san hô siêng năng giỏi giắn, lại khôn ngoan hiền hậu, đi đến đâu cũng được mọi người thương mến giúp đỡ, nên lần hồi việc sinh hoạt trong nhà cũng ngày càng được tươm tất, đầy đủ hơn. Hơn thế nữa, những tình cảm thương yêu đầm ấm đã nhiều năm vắng bóng trong gia đình này giờ cũng đã quay trở lại. Mọi người cùng nhau chia sẻ mọi nỗi buồn vui, cùng lo lắng chăm sóc cho nhau, thật là hạnh phúc.
Nàng san hô tuy sống trong cảnh nghèo khổ túng thiếu, nhưng lúc nào cũng giữ tròn lòng hiếu thuận, nghĩa thủy chung, khiến cho những người biết chuyện không ai là không kính mến. Tiếng lành đồn xa, người người đều biết đến nhân cách cao quý của nàng. Vì thế, không ít người đã tự nguyện giúp đỡ nàng vốn liếng để buôn bán làm ăn, lại có nhiều người khác tạo điều kiện giúp đỡ. Hơn thế nữa, nàng vốn là người khôn ngoan lanh lợi, làm việc gì cũng nhanh nhẹn tháo vát, nên không bao lâu thì việc làm ăn của gia đình ngày càng phát đạt, cảnh đói thiếu ngày xưa không còn nữa. Nhà họ Mã trước đây vốn nhiều đời giàu có, nay tuy chồng bà Mã ổn không may mất sớm, gia cảnh suy sụp nhưng ruộng vườn đất đai vẫn còn rất rộng. Một hôm, nàng san hô nhân buổi rảnh rỗi, thấy trong vườn có mọc tùm, liền mang cuốc ra dọn xới một khoảnh nhỏ để trồng rau. Đang lúc dãy cỏ, bỗng phát hiện ở một nơi có vật gì rất cứng. Nàng cố sức cậy lên thì hóa ra đó là một phiến đá phẳng được dùng để đậy trên một cái hố nhỏ. Sau khi xê dịch được phiến đá mỏng đó sang một bên, nàng san hô ngạc nhiên biết bao khi nhìn thấy bên dưới cái hố nhỏ đó là rất nhiều những khối vàng ròng. Nàng vội vã chạy bay vào nhà báo tin với mẹ chồng, sau đó còn chạy sang nhà Túy Hoa để gọi cả hai vợ chồng cô ta đến xem. Khi mọi người nhận ra đó chính là nơi cất giấu vàng của tổ tiên nhà họ Mã, ả Túy Hoa lập tức hối chồng mang đến một cái thúng thật lớn rồi nhanh tay chọn hết những khối vàng lớn nhất cho vào thúng mang về nhà mình. Nàng san hô khi ấy mới cùng mẹ chồng chậm rãi nhặt sạch những thỏi vàng nhỏ mà cô ta bỏ lại. Họ nghĩ dù sao thì bấy nhiêu đây cũng đã thừa sức giúp họ trở nên giàu có, dư ăn, dư để. Túy Hoa cùng chồng khệ nệ khiêng về cả một thúng vàng ròng. Ả lập tức mang ngay một số đến mấy nhà giàu trong xóm bán bớt để lấy tiền tiêu pha hưởng thụ. Ngờ đâu, sau khi mua vàng xong, họ gọi thợ vàng đến thử, mới biết đó toàn là vàng giả. Mấy người nhà giàu bị lừa gạt thì tức tối lắm, lập tức rủ nhau bẩm báo lên quan huyện. Quan huyện sau khi xác nhận sự việc, liền sai người đến lục soát trong nhà Túy Hoa, quả nhiên vẫn còn rất nhiều khối vàng giả chưa đem bán. Chứng cứ lừa bịp đã rõ ràng, cả hai vợ chồng Túy Hoa lập tức bị tống giam vào ngục, còn bị hành hạ khổ sở vì nhà lại không tin vào lời khai của họ là đào được vàng giả trong vườn. Họ bị khép tội cố ý làm vàng giả để lường gạt, phải giam vào trong ngục để chờ ngày xử tội. Thật không ai có thể ngờ được, ả Túy Hoa vì tham mà thâm, hóa ra những khối vàng lớn đều là vàng giả, có lẽ đã được trộn lẫn vào để đánh lừa kẻ trộm, còn những thỏi vàng nhỏ thì đều là vàng thật. Khi ấy, nàng san hô thấy em chồng gặp nạn như vậy thì rất buồn rầu, cố năn nỉ với mẹ chồng xin tìm phương giải cứu. Bà Mã ổn trong lòng đầy căm tức oán hận, thấy việc này xảy ra lại hả hê vui sướng, làm sao có thể đồng ý cho san hô ra tay giúp đỡ. Dù nàng thuyết phục cách gì, bà cũng nhất quyết không chịu. Bà nói, quần ngỗ nghịch đó cũng nên để nó nếm mùi đau khổ, nếu có chết đi cũng là rảnh bớt nợ đời. Lẽ nào con còn muốn thấy nó trở về đây để mắng chửi hành hạ mẹ con mình nữa hay sao? Nàng san hô theo năn nỉ thuyết phục nhiều lần mà mẹ chồng vẫn không chịu, buồn rầu không ăn không ngủ, chỉ mấy hôm đã sa sút như người bệnh nặng. Bà Mã ổn thấy con dâu ngã bệnh thì lo lắng vô cùng, trong ý cũng xiêu lòng, muốn cho phép nàng tìm phương giải cứu vợ chồng Mã Võ. Mã Văn biết ý mẹ, lại gần thưa. Chuyện vợ chồng hai em con chỉ do Túy Hoa ngu dại hung dữ nên lỗi đạo với mẹ, nhưng dù sao chúng nó cũng là con và dâu của mẹ, là em của con. Nếu chúng ta thấy vợ chồng nó bị tù tội mà không ra tay giải cứu, e rằng cũng không phải đạo, không khỏi mang tiếng xấu với đời. Huống chi, san hô là người trọng tình nghĩa, rất thương chúng nó. Con sợ nàng buồn rầu sinh bệnh mà chết thì thật tội nghiệp. Xin mẹ nghĩ lại. Bà Mã ổn nghe nói san hô có thể vì chuyện này mà bỏ mạng thì lấy làm hốt hoảng, lập tức gật đầu ưng thuận. Nàng san hô nghe mẹ đồng ý cho phép, mừng quá hết bệnh, vội bàn tính với mẹ bán vàng lấy tiền chuộc tội cho em. May thay cho hai vợ chồng ả Túy Hoa, nhờ có nàng san hô dùng tiền bạc lo liệu, lại thêm Mã Văn văn hay chữ tốt, được nhiều người ở công đường nể nang, nên quan huyện đồng ý xét lại sự việc. Sau khi xác nhận số vàng đó chỉ tình cờ đào được trong vườn,
không phải do họ cố ý làm ra để lường gạt, quan huyện liền ra lệnh phóng thích hai vợ chồng họ. Tuy Hoa được trở về từ chốn lao ngục, chịu đựng biết bao đắng cay khổ nhục, đau đớn khôn cùng, liền nhận ra rằng sự việc xảy ra đến với chính mình là quả báo hiện tiền, do sự tham lam và hung dữ của chính mình chứ không do ai đưa đến. Từ đó, nàng ta hết sức ân hận hối lỗi, đêm ngày suy xét hổ thẹn trăm bề. Hơn thế nữa, Tủy Hoa còn được cảm hóa bởi chính sự nhân từ độ lượng của nàng san hô. Dù trải qua bao nhiêu việc cay đắng, bị xúc phạm hành hạ rất nặng nề, mà chẳng những không giận ghét mà còn nghĩ tình chị em, hết lòng ra tay giải cứu. Bởi vậy từ đó về sau, Tủy Hoa bỗng nhiên thay đổi hẳn tâm tính, mỗi ngày đều sang thăm viếng mẹ chồng, đối xử thuận thảo, hiếu nghĩa, hết lòng thờ kính, lại cũng trở nên mềm mỏng dịu ngọt với chồng, không còn giữ thói hung dữ ngang ngạnh như ngày trước nữa. Đặc biệt, đối với san hô, nàng hết lòng kính phục, không bao giờ còn dám tỏ thái độ hung dữ, lấn đước như xưa. Chỉ ít lâu sau, nàng lại xin phép bà Mã Ổn được dọn về nhà ở chung như cũ để được sớm hôm lo lắng việc nhà và chăm sóc mẹ chồng thay chị. Nhờ đó, nàng san hô mới được rảnh tay lo phát triển việc mua bán khắp gần xa, khiến cho nhà họ Mã ngày càng phát đạt. Còn phần Mã Văn cũng được chuyên tâm đèn sách nên việc học của chàng tiến bộ rất nhanh. Sau đó khoảng nửa năm thì bà Mã Ổn lâm bệnh qua đời. Cả vợ chồng Mã Văn và Mã Võ cùng chung lo ma chay thật trang nghiêm long trọng. Tội nghiệp cho Tủy Hoa vì nàng thật lòng cải hối nên thấy mẹ sớm ra đi, cứ nghĩ mình chưa đền trả hết được những tội lỗi với mẹ trước đây. Nàng đập mình đập mẩy, ngã lăn xuống bên cạnh quan tài khóc lóc thảm thiết, tưởng như chỉ còn một cách chết theo chứ không sao sống nổi. Nàng thống thiết kể lể: "Mẹ ơi, sao mẹ không sống trọn trăm tuổi cùng con để con được nuôi dưỡng đáp đền, chuộc lại cái tội ngỗ nghịch bất hiếu xưa kia? Sao mẹ nỡ bỏ con mà đi sớm vậy?" Cô khóc kể bi thảm suốt ngày đêm, không màng ăn uống, ai nấy đều động lòng rơi lệ. Thật không thể ngờ rằng đứa con dâu ngỗ nghịch hung dữ ngày nào giờ đây lại có thể được cảm hóa thay đổi trở thành như thế. Than ôi, đời người có ai không lầm lỗi, nhưng có lỗi mà biết ăn năn sám hối như Tủy Hoa tưởng cũng là ít có. Thật đáng trân trọng biết bao. Sau 3 năm để tang mẹ, chàng Mã Văn gặp lúc triều đình mở khoa thi liền ứng thí, đỗ hàng cử nhân. Năm sau, đến kỳ thi hội, chàng lại đỗ bản nhãn, làm quan đến chức thượng trụ quốc công, quyền cao chức trọng, bổng lộc tràn đầy. Một nhà họ Mã từ đó về sau vinh hoa phú quý chẳng ai bằng, lại càng cố công vùng bồi cội phúc. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Nàng dâu bất hạnh. Năm 1965, tôi 18 tuổi, tham gia đoàn thanh niên, đến trú đóng ở khu vực Hoàng Dương, Mông Cổ. Trong thôn làng gần đội chúng tôi, có gia đình họ Phạm. Họ Phạm có một trưởng nam và một gái út. Phạm công tử lấy vợ người Thiểm Tây. Cô này tên gì tôi cũng không nhớ rõ, vốn mồ côi cha mẹ. Trước đây ở với vợ chồng người Anh, tính tình hiền, rất đảm đang, ngay thẳng. Vợ chồng Phạm Lan tình cảm rất kháng khích, nhưng do kết hôn lâu rồi mà không có con, nên nàng dâu bị của em chồng chưa xuất giá, hợp cùng bà mẹ chồng cư xử rất tệ. Họ hay chỉ mèo mắng chó, nói bóng nói gió, buông lời cay độc mỉa mai, ngụ ý nhà mình vô phước rước nhầm cái thứ không biết đẻ. Họ thường ngược đãi hành hạ nàng dâu, cho ăn toàn đồ thừa, Tết đến cũng không cho may y phục mới. Nhưng cô dâu này hiền lành chất phác, chưa từng cãi lại. Cô nhẫn chịu rất giỏi mọi hành hạ cay độc. Mấy năm sau, cô em chồng sắp xuất giá, bà mẹ chồng cay nghiệt bảo nàng dâu: "Mày là cái thứ xui xẻo, cấm không được tham dự hôn lễ con gái tao." Bà chi chiết lăn nhục mãi, khiến nàng dâu rất buồn tủi. Cuối cùng hết chịu nổi, nàng phẫn uất uống thuốc độc tự vẫn, rồi từ trong phòng mình bò ra ngoài, đến trước cửa phòng mẹ chồng thì tắt hơi. Mẹ chồng nàng thấy vậy sợ quá, vội đi tìm một bà phù thủy nhờ trấn ếm giùm. Mụ đồng nói nàng dâu này là hạng tiểu nhân,
Nhập liệm xong thì phải dùng đinh sắt to, dài, đóng vào tay chân nàng ta và lấy đá nhét vào miệng, đè lên ngực, để trấn yểm, khiến nàng vĩnh viễn không thể ngóc dậy quay về. Nếu không, toàn gia sẽ bị quấy rối. Ba mẹ chồng liền đi đặt thợ rèn làm nhiều đinh sắt thật to, dài, rồi cho đóng vào thi thể nàng dâu. Sau đó lấy đá nhét vào miệng và đè lên ngực nàng, rồi đem thây vùi xuống đất. Khi vợ chồng anh nàng đến thăm, tra hỏi vì sao em gái mình chết, nhà họ Phạm giải thích vòng vo, không ngớt miệt thị nàng dâu là hạng gái hư hèn. Vợ chồng anh nàng do học ít cũng không hiểu biết chi nhiều nên đành cam chịu. Nhà họ Phạm bồi thường cho họ chút tiền rồi đuổi về. Tục ngữ có câu, lộ kiến bất bình đại gia đạp, tức giữa đường gặp chuyện bất bình, người chung quanh cùng hợp sức ra tay. Người lân cận chung quanh sau khi biết chuyện liền tìm tới Phạm gia đề nghị, nhất định phải cho người chết một đáp án ổn thỏa, không thể để nàng ra đi bất minh oan khuất như thế. Phạm gia túng lý, đành để láng giềng đem chồng người chết tới bệnh viện lớn khám. Kết quả anh chồng này bị chứng không có tinh trùng, do vậy mà không thể có con, xem như nàng dâu bị mắng oan chết thảm, hoàn toàn không rõ cớ sự này. Mấy ngày sau, bà gia và bố chồng đột nhiên đồng bị bán thân bất toại. Ông liệt bên tả, bà liệt bên hữu. Còn lão thợ rèn kia đêm nào cũng không ngủ được, lão than với mọi người. Tối nào cũng có một nữ nhân xõa tóc đứng nơi nhà tôi, khua đập chén bát sầm. Lão biết là do mình ngu si, góp phần làm việc thất đức, đáng xấu hổ với lương tâm, bèn lui về quê ở Hồ Nam. Không bao lâu thì nghe tin lão lên núi đốn cây bị té chết. Cô em chồng tên Kim, trước đây thân thể cường tráng, ăn rất khỏe. Một hôm đột nhiên bỏ ăn uống, đi khám bác sĩ thì mới hay mình bị ung bướu thời kỳ cuối. Mấy ngày sau thì lăn ra chết. Cô con gái chết rồi, hai ông bà gia bán thân bất toại. Sau đó như một chuyến về thăm quê ba mẹ, giữa đường họ bị xe tông chết. Người chồng của nàng dâu bất hạnh, sau khi hiểu rõ mọi nguồn cơn tạo thành bi kịch hôm nay, anh hối hận vì mình không đi kiểm tra sớm. Thế là anh ra trước mộ vợ khóc lóc, nói lời xin lỗi, cho đào thay nàng lên, gỡ hết đinh và đá ra, thay y phục mới cho nàng. Sau này nhà họ Phạm chỉ còn duy nhất một mình anh. Phần bà phù thủy thế nào thì tôi không rõ, do nhà láng giềng này ở gần đoàn nên tôi chỉ biết bấy nhiêu. Nhưng chắc chắn bà phù thủy sẽ nhận lãnh quả báo mà bà đáng phải nhận. Xưa có một ông hoàng tên Manga, sống trong làng Makala thuộc vương quốc Ma Kiệt Đà. Một hôm, ông đến chỗ buôn bán thị tứ, lấy dân gạt sạch bụi đất để có một chỗ đứng thoải mái. Nhưng một người khác lại đến đẩy ông ra chiếm chỗ. Thấy vị giận người ấy, ông kiếm một chỗ khác dọn sạch để đứng. Lại một người cũng đến đẩy ông ra chiếm chỗ. Ông dặn lòng đừng giận và lại tìm chỗ khác. Rồi hết người này đến người nọ tiếp tục đuổi ông đi. Ông nghĩ rằng những người này dường như khoái chí, việc làm của ông mang đến niềm vui cho họ, quả là một việc đáng làm. Việc làm này rất kỳ lạ và hy hữu. Vì sao? Trên thế gian này không ai không muốn chỉ hưởng thụ và hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác. Khi bị chiếm đoạt bằng bất cứ lý do nào, họ cũng tỏ ra phản kháng quyết liệt, chứ không thể nhân nhượng cho không một cách vui vẻ và sẵn sàng như ông hoàng Manga này. Tuy nhiên, ai đó làm được việc như vậy, tức là đã biết bố thí cúng dường nội tài với tấm lòng chí thành rồi đó vậy. Hãy đọc tiếp. Hôm sau, ông mang cuốc dẹp dọn một khoảng đất rộng bằng sân phơi lúa, tức thì thiên hạ đến chiếm chỗ. Mùa lạnh, ông đốt lò sưởi ấm họ, vì thế đây là nơi mọi người thích đến. Rồi ông thấy có bổn phận phải làm một con đường bằng phẳng dễ đi, nên sáng sớm ông bắt đầu làm đường, chặt bỏ hết những cành cây vướng víu. Ông đã dành thì giờ để làm những việc như thế. Có người thấy như vậy bèn hỏi ông: "Thưa ngài, ngài đang làm gì thế?" "Tôi đang bước trên đường dẫn đến cõi trời. Cho tôi cùng đi với." "Thưa ngài, hãy đi với tôi,
thiên đường là nơi an lạc cho nhiều người. Thấy hai người đang làm việc, người thứ ba đến và tương tự như trước xin gia nhập. Rồi người thứ tư, thứ năm, cuối cùng là đến người thứ 33. Họ dùng cuốc và triều làm một con đường dễ đi và bằng phẳng dài chừng 1-2 dặm. Đã biết cách làm phước bằng sức lực của mình, lại còn bày chỉ cho mọi người cùng làm theo nữa, thì phước báo ấy còn gì hơn. Thôn trưởng nghe tin đến xem xét việc họ làm và tỏ vẻ bực bội vì không kiếm chắc gì được cho riêng mình. Ông thuyết phục họ đừng làm nữa vì không phải là việc của người tại gia, và ông khuyên họ đi câu cá, săn thú rừng, hoặc dè chén say sưa, hoặc vui chơi thỏa thích. Nhưng họ không nghe ông, vẫn một mực làm con đường dẫn lên cõi trời. Thôn trưởng tức giận muốn phá họ, bèn tâu dối vua đó là bọn cướp. Vua truyền lệnh bắt 33 chàng trai cho voi chà. Trước cơn nguy khốn, Manga nhắn nhủ đồng bọn: các bạn, chúng ta không còn chỗ nào để ẩn náu ngoài lòng từ bi. Hãy để tâm an tĩnh, hãy yêu thương, đừng sân hận bất cứ ai. Nên rải tâm từ đến nhà vua, thôn trưởng và đến cả con voi sắp dẫm chân lên chúng ta. Thật là đáng kính cho những ai dù bị lâm vào cảnh nguy hiểm khốn cùng vẫn an nhiên, không khởi tâm sân hận mà còn trải lòng từ đến kẻ hãm hại mình. Ba mươi ba chàng trai dâng lời thủ lãnh của họ. Sức mạnh của tình thương đã khiến con voi không dám đến gần họ. Vua nghe báo, tưởng rằng vì nhiều người nên voi không dám đến, nên ra lệnh phủ lên người họ tấm thảm dày. Nhưng từ xa, voi đã thối lui. Vua đoán biết chắc là có lý do gì đây, nên gọi họ lại xem có phải bọn họ là băng ăn cướp len lỏi trong rừng hay không. Được biết họ bị thôn trưởng vu oan, vua ra lệnh bắt thôn trưởng cùng với vợ con làm nô lệ cho họ, tặng một con voi để cưỡi và cả ngôi làng ấy để tùy nghi sử dụng. 33 chàng trai thấy rõ công đức mang đến lợi lạc ngay đời này, họ càng thêm phấn khởi, nên khi cưỡi voi về làng, họ bàn tính sẽ làm thêm nhiều công đức nữa. Cuối cùng, họ nhất trí xây dựng một nhà khách cho dân chúng tại ngã tư đường lớn, một tòa nhà an toàn và kiên cố. Họ mời chủ thầu đến giao việc và cấm không cho phụ nữ dự phần vào, vì họ đã dứt được lòng tham dục đối với phụ nữ. Lúc bấy giờ, có 4 bà ở trong nhà Manga là Quan Hỷ, Trầm Tư, Thiện Tánh và Thiện Sanh. Thiện Tánh bí mật đến gặp chủ thầu hối lộ để ông ta chạm câu: căn nhà này của Thiện Tánh, vào tháp nhọn trên mái nhà. Chủ thầu giữ được món bở, đồng ý ngay và cho hạ một cây khô, rồi đẽo, bào, khoan thành một tháp nhọn, xong quấn vải cất lại. Khi căn nhà đã hoàn thành, đến ngày dựng tháp, chủ thầu giả bộ hoảng hốt tìm 33 chàng trai báo tin là còn thiếu cây tháp. Họ hối phải làm ngay, nhưng không thể làm với cây tươi được. Chủ thầu lúc đó bảo họ tốt nhất là đi tìm nhà nào đã làm sẵn tháp để bán. Họ tìm kiếm khắp nơi và chỉ trong nhà Thiện Tánh là có sẵn tháp. Họ chịu mua với giá 1.000 đồng. Nhưng Thiện Tánh không bán mà chỉ muốn góp phần vào công trình xây dựng. Các chàng trai ban đầu từ chối, diện vẫn không muốn cho phụ nữ tham gia. Nhưng sau bị chủ thầu thuyết phục là chỉ có cõi Phạm Thiên mới loại trừ đàn bà, nên họ nhận tháp để công trình sớm hoàn tất. Rồi họ chia căn nhà ra 3 phòng, một dành cho vua, một cho người nghèo và một cho người bệnh. Họ xây tiếp 33 chỗ ngồi, dặn con voi khi có khách đến ngồi vào chỗ nào
thì mời khách đến nơi vị chủ của chỗ ngồi đó, để chủ làm bổn phận với khách như xoa bóp chân và lưng khách, dâng thức ăn cứng và mềm dọn chỗ ở, tức là làm tốt mọi việc phục vụ khách. Manga trồng một cây mun gần tòa nhà và xây một ghế đá dưới gốc cây. Khách vào tòa nhà, nhìn tháp nhọn đọc tên của thiện tánh đã khắc chạm vào đó, mà không thấy tên 33 chàng trai đâu cả. Quan Hỷ thấy thiện tánh khéo góp phần vào, trong khi mình chưa có gì hết, bèn nghĩ cách đào một hồ nước để cung cấp nước uống và nước tắm cho khách. Đến lượt Trầm Tư cũng vậy, biết rằng ai đã bước vào tòa nhà sau khi uống nước và tắm đều trang điểm vòng hoa trước khi đi ra, nên cho trồng một vườn hoa tráng lệ với nhiều hoa đẹp và trái quý, đến nỗi không ai bảo bông trái này chắc chắn là từ vườn hoa của Trầm Tư. Riêng phần Thiện Sanh là em họ và cũng là vợ của Manga, nên nghĩ rằng công đức của Manga nàng sẽ được hưởng lây, cũng như công đức của nàng Manga vẫn hưởng chung. Do đó nàng chẳng làm gì cả, chỉ lo trang điểm. Như vậy Manga người phụng dưỡng cha mẹ, tôn kính bậc trưởng thượng, nói sự thật, không lỗ mãng, không nói sau lưng, bỏ lòng tham, không nổi sân, tức là đã làm tròn bảy giới luật, nên được làm vua cõi trời 33 sau khi tái sanh. Các bạn đồng hành cũng đều sanh thiên nơi đó. Còn người chủ thầu thì làm trời Visakhamma ở cõi trời 33. Cung trời 33 này khoảng cách từ cổng đông sang cổng tây là 10.000 dặm, từ cổng bắc đến cổng nam cũng vậy. Cung trời có 1.000 tông, tô điểm với vườn cảnh và hồ nước. Do quả báo từ việc xây cất nhà khách, nổi lên ngay giữa cung một điện cát tên là Chiến Thắng, cao 700 dặm, cờ phướng dài 300 dặm treo la liệt. Trên cột vàng treo cờ ngọc, trên cột ngọc treo cờ vàng, trên cột san hô treo cờ hổ phách, trên cột hổ phách treo cờ san hô, trên cột bằng 7 loại đá quý, treo cờ bằng 7 loại đá quý. Quả báo việc trồng cây mun khiến mọc lên cây san hô ôm 100 dặm. Quả báo của việc xây chỗ ngồi dưới gốc cây khiến hiện ra dưới gốc san hô một ngai bằng đá vàng. Màu vàng ửng đỏ giống như hoa lài, dài 60 dặm, rộng 50 dặm và dày 15 dặm. Khi Đế Thích ngồi lên ngai thì bị lún xuống một nửa, nếu đứng dậy thì trồi lên hết, vì được tái sinh làm trời Eravana. Vì cõi trời không có loài vật nên muốn đến vườn giải trí, voi phải bỏ thân trời hiện tướng voi trở lại, cao lớn cỡ 150 dặm. Voi Eravana làm ra 33 dải nước cho 33 chàng trai, mỗi cái chu vi 3/4 dặm. Đúng ngay trung tâm, voi tạo một bồn nước tên là Mỹ Lệ dành cho trời Đế Thích, chu vi 30 dặm. Bên trên có che một dòm làm toàn bằng ngọc quý rộng 12 dặm. Quanh dòm cách khoảng đều treo những lá cờ dài một dặm bằng 7 báo, một hàng chuông len keng dính vào biên dưới lá cờ. Mỗi khi gió thổi rung lên, một điệu nhạc êm dịu như âm thanh phát ra từ năm loại nhạc cụ hay tiếng quà của chư thiên. Giữa lầu cát đặt sẵn một giường bằng ngọc dài một dặm cho Đế Thích tựa mình trang trọng. Trong 33 dải nước của 33 vị trời, mỗi dải mọc lên 7 ngà voi, mỗi cái dài 50 dặm và chứa 7 hồ sen. Mỗi hồ sen nhô lên 7 cọng sen, mỗi cọng sen nở 7 hoa sen, mỗi hoa có 7 nhánh và trên 7 nhánh có 7 thiếu nữ đang múa. Như thế, trong phạm vi 50 dặm ở mọi phía đều có hội chúng nhảy múa lơ lửng trên vô số ngà voi. Vua Đế Thích đã thụ hưởng lạc thú sung mãn như vậy. Thiện tánh qua đời cũng tái sanh về cõi trời, đồng thời xuất hiện giảng đường thiện tánh. Nhà luận nghị của chư thiên rộng 900 dặm, đẹp không nơi nào bì kịp. Và tại đó, vào ngày thứ 8 hàng tháng có thuyết pháp. Từ đó trở đi, ai trông thấy nơi nào lộng lẫy cũng nói giống nhà nghị luận của chư thiên, tức giảng đường thiện tánh. Quan Hỷ và Trầm Tư đều sanh thiên,
đồng thời hiện ra một hồ sen tên Quan Hỷ rộng 500 dặm và một khu rừng dây leo tên Trầm Tư rộng 500 dặm. Nhưng riêng Thiện Sanh tái sanh thành một con sếu ở trong hang núi, và nhờ Đế Thích khéo hướng dẫn, sau trở thành vợ của vua trời Đế Thích luôn. Đây mới là chuyện đáng thương. Chồng làm phước, chồng được phước, chứ không thể nhờ chồng làm phước mà vợ được hưởng lây. Song cũng nhờ chồng còn biết nghĩ tới mình mà ra ơn cứu giúp, nên mới thành tựu kiếp sống chung vui sau này. Như vậy, câu chuyện này cho ta thấy rằng ai làm phước nào thì người đó hưởng quả báo tương xứng đối với phước mình làm đó, và nhất là tự mình làm mình hưởng, chứ không ai làm thế giùm cho ai được, dù là người thân của mình. Bố thí có bốn cách: bố thí ngoại tài, nội tài như đã nói ở trên là hai, kế tiếp là bố thí vô úy, tức là bố thí không sợ sệt. Cách bố thí này cũng giống như bố thí nội tài, nghĩa là tự mình dẫn dắt mọi người hay bất cứ chúng sanh nào cần đến đi qua chốn hiểm nguy sợ sệt được an toàn. Có khi qua một khu rừng hoang vắng có thú dữ, trộm cướp hay ma quỷ hoành hành, những nơi đó không ai dám bước chân tới, song nhờ mình có đủ tư cách gan dạ anh hùng nên sẵn sàng đem thân ra cứu giúp mà không đòi hỏi một yêu sách gì. Hoặc có khi gặp con đường lầy lội bùn dơ, đi sẽ bị lấm lem trượt té, mình ra công san bằng sạch sẽ cho mọi người cùng đi với tấm lòng hân hoan vui thích. Hoặc nơi nào con đường bị gai gốc lùm bụi chắn ngang đường, không thể nào dám qua được, mình xung phong vào dọn dẹp để thành con đường êm ả không chướng ngại. Đó chính là cách bố thí vô úy. Việc làm này được Đức Phật tán thán qua câu chuyện kể sau. Một buổi sáng sớm, người Bà La Môn ra khỏi thành, dừng lại chỗ các sa môn thường vấn y. Ông đứng quan sát. Chỗ ấy có một cao rậm rạp. Khi một sa môn khoác y vào, chéo y quét qua cỏ, dính xương đẫm ướt. Ông tự nhủ, đám cỏ này phải được dọn sạch. Hôm sau, ông đem cuốc ra rẫy cỏ, dọn sạch chỗ đó, nó trở nên bằng phẳng quang đãng. Hôm sau nữa, ông lại đến quan sát, khi các tỳ kheo khoác y vào, chéo y quét trên đất và dính bụi, ông nghĩ thầm, ta sẽ rải cát ở đây. Ông lại đem cát đến đổ cho sạch nơi đó. Vào một ngày, sáng sớm trời đã nóng bức, dịp ấy ông thấy các tỳ kheo mặc y, mồ hôi đổ giọt. Người Bà La Môn nghĩ, ta sẽ cất một cái trại nơi đây. Lập tức, ông che lên một cái lều cho các tỳ kheo. Lại ngày khác, sáng sớm trời đổ mưa, dịp này ông lại thấy các tỳ kheo bị tạt ướt. Ông nghĩ thầm, mình phải cất nhà mới được. Nghĩ là làm, và khi ngôi nhà hoàn thành, ông tổ chức lễ khánh thành. Ông mời Phật và chúng tăng đến đó, mời ngồi bên trong và bên ngoài, rồi dâng thức ăn. Sau bữa ăn, ông cầm lấy bát của Đức Phật, xin Ngài hồi hướng công đức. Ông nói, bạch Thế Tôn, khi con đứng nơi này, đầu tiên nhìn các tỳ kheo đắp y, con thấy như thế và đã làm như thế như thế. Và bắt đầu từ khởi điểm, ông kể cho Phật nghe toàn bộ câu chuyện. Phật nghe xong nói, này Bà La Môn, người trí làm việc lành cũng vậy, hết lúc này đến lúc khác, từng việc một dứt bỏ những nghiệp xấu. Ngài nói kệ, bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thở vàng lọc bụi, trừ cấu uế nơi mình. Thứ tư là bố thí pháp. Bố thí pháp thật không giản đơn chỉ hiểu mà nói, mà còn phải thực hành như pháp đã nói. Cách bố thí này có hai. Thứ nhất là bố thí bằng lời nói, như những vị pháp sư chuyên giảng dạy những đề tài có ích cho thính chúng. Họ một khi đã nghe lọt tai rồi thì niềm tin về Tam Bảo ngày một sâu sắc và thực hành được kết quả lợi lạc lớn lao. Cách bố thí thứ hai là viết sách chỉ dẫn đường lối tu hành theo chánh pháp hay làm phước đạt đến quả vị như nguyện. Song việc làm phước thiện theo lời Phật dạy không phải chỉ mình làm, mà còn phải khuyến khích trợ giúp cho mọi người cùng làm,
thì quả báo mới to lớn được. Như Kinh Pháp Cú trong Phẩm Thế Gian Phật dạy: các cư sĩ, trên thế gian này ai bố thí nhưng không khuyến khích người khác bố thí, ở kiếp sau sẽ có phước báo về tài sản, nhưng không có phước báo được nhiều người theo. Nếu không tự mình bố thí mà chỉ khuyên người khác bố thí, thì sẽ có phước báo được nhiều người theo, nhưng không có tài sản. Không tự mình bố thí và cũng không khuyên người bố thí thì sẽ không có phước báo nào hết. Nhưng người vừa tự bố thí vừa khuyên người khác bố thí sẽ nhận được cả hai phước báo về tài sản và tùy tùng. Và Phật còn khuyên bảo người già chưa biết làm phước thiện thì hãy mau mau làm để có chút tư lương cho đời này và đời sau. Như Phật dạy cho Takasila, một ông lão thợ bạc cả đời chẳng chịu làm phước, được các con ông khéo làm phước để hồi hướng phước thiện cho ông. Này ông lão, ông đã già nua, thân thể ông như lá héo úa. Ông không tạo việc lành để làm tư lương cho đời sau. Hãy tạo cho mình một chỗ an trụ, hãy làm người khôn ngoan, đừng làm kẻ si mê. Phật nói kệ, câu 235. Người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Câu 236. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên. Đức Phật từ bi chỉ dạy làm phước thiện rõ ràng như vậy. Ngài còn nói, câu 122. Chớ khinh chê điều thiện, cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí đầy thiện đức, do chất chứa dần dần. Và còn khuyên bảo việc thiện đã làm nên tiếp tục làm thêm. Câu 118. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Đó là cách tự mình làm phước cho người. Tuy làm phước cho người là tốt, nhưng Đức Phật vẫn tán thán ca ngợi và khuyến khích chúng ta nên làm phần tự lợi này. Như bài Kinh Pháp Cú dạy như sau, câu 166. Dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tự lợi. Nhờ thắng trí tự lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Vì đây là phần tu căn bản cho bản thân mình. Vậy tự làm phước cho chính mình là sao? Đó là những phương pháp trợ lực trực tiếp cho mình ngay trong kiếp hiện tại này được an lạc giải thoát. Người biết tu hành theo Phật là phải biết chuyên cần thực hành những pháp môn căn bản để tự lợi mình. Những pháp môn ấy là nghe kinh, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, trì trai, giữ giới, mà phải chuyên tâm mới được thành tựu. Một người khi đã chọn cho mình một pháp môn tâm đắc hợp duyên với mình rồi, thì chỉ cần chuyên tâm trí chí suốt đời, thế nào cũng được kết quả mong muốn. Giả sử số phần có hạn hữu đi chăng nữa, vẫn còn có phước báo tương xứng với phần công phu tu tập của mình. Vì đó là định luật nhân quả, và gieo nhân lành nào gặt quả tốt thế ấy. Nghe kinh thế nào mà được phước báo, và kết quả của việc nghe kinh ấy sẽ được lợi ích gì? Ta hãy nghe câu chuyện kể về tiền thân của 500 vị tỳ kheo trẻ là 500 con dơi nghe kinh mà được chuyển kiếp tu hành thành chánh quả. Chuyện này trong Kinh Pháp Cú, Phẩm Phật Đà, lúc Đức Phật lên cung trời 33 để an cư kiết hạ. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, 500 tỳ kheo này là bầy dơi nhỏ. Chúng ở trong một đồng núi và có hai thầy tỳ kheo cư ngụ trong ấy đọc tụng kinh A Tỳ Đàm. Chúng nghe âm thanh luận tạng khi bay chung quanh đó và đâm ra yêu thích âm thanh ấy. Với các câu: đây là các uẩn của chúng sanh, đây là các đại của chúng sanh, tuy chúng không hiểu ý nghĩa, nhưng vì yêu mến tiếng đọc tụng kinh, chúng được sanh thiên. Vào thời giữa Phật Ca Diếp và Thích Ca, họ ở cung trời hưởng khoái lạc và tái sanh vào xá vệ. Trong gia đình vọng tộc,
Do sự tín tinh và thần thông song hành, họ xuất gia theo tôn giả Xá Lợi Phất và trở thành những người đầu tiên thông đạt thức giác chi. Đó là công đức nghe kinh được chuyển kiếp làm người, và nhờ có túc duyên lành ấy nên gặp Phật tu hành sớm được giác ngộ. Còn tụng kinh thì sao? Chẳng hạn như câu chuyện về một người đem hết cả đời chỉ chuyên tâm tụng kinh, và ngay trong gian phòng tụng kinh của người đó sẽ hiện biến tướng nhiệm màu. Gian phòng đó sáng rực rỡ trong đêm tối, lại còn được chư thiên tới tán qua cúng dường, cũng như hòa tấu các điệu nhạc trời theo tiếng gõ mõ tụng kinh nữa. Câu chuyện kể như sau. Có hai huynh đệ cùng học một thầy. Sư huynh muốn đi tham học các nơi để học hỏi mở rộng thêm kiến thức. Sư đệ ở nhà chỉ biết tụng kinh bái sám thôi, chứ không làm việc gì khác. Trải qua hơn 10 năm du học, sư huynh ôm một mớ kiến thức trở về thăm lại sư đệ của mình tu hành hiện giờ tới đâu rồi, và biết đâu mình về có thể giúp ích gì cho sư đệ chăng. Khi sư huynh hỏi thăm ra mới biết sư đệ suốt ngày chỉ lo việc tụng kinh bái sám, chứ không có gì mới mẻ. Sư huynh tỏ ra quá thất vọng cho sư đệ của mình. Sư huynh định bụng sẽ chia sẻ biết bao là kiến thức cho sư đệ để đền ơn tri ngộ. Và hôm đó vì mới đi về đường xá xa xôi nên sư huynh mệt mỏi muốn đi nghỉ sớm. Sư đệ như thường lệ, hôm ấy cũng như hôm nào, vẫn lặng lẽ thắp hương đốt đèn làm lễ tụng kinh một mình. Sư huynh đang nằm ngủ ngon, bỗng giật mình thức giấc, mở mắt lóng tai nghe sư đệ tụng kinh. Sư huynh hết sức ngạc nhiên khi nghe trong tiếng tụng kinh có những âm thanh kỳ lạ hòa theo nhịp kinh, thánh thoát du dương làm sao. Sư huynh mới choàng dậy qua chỗ tụng kinh của sư đệ, chợt thấy một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Trên không trung trong chánh điện, không biết qua từ đâu rơi xuống và thơm lừng, và nhất là cả gian phòng đều sáng rực thứ ánh sáng không phải do đèn dầu mà tạo nên được như vậy. Thấy cảnh giới kỳ diệu, sư huynh lúc này mới có ý niệm hồi tâm lại những gì mình đã suy nghĩ, và cảm thấy vô cùng hổ thẹn sau bao nhiêu năm tu học của mình. Tụng kinh mà được cảnh giới bất khả tư nghị như vậy, kể ra đâu phải ai ai cũng thực hành được. Đó chính là phước báo do tụng kinh thành tâm chiêu cảm nên vậy. Niệm Phật nếu đạt được nhất tâm bất loạn thì được Phật và Thánh chúng rước về cõi Phật ở Tây Phương. Về pháp môn ngồi thiền hay dù tu pháp môn nào, hễ nhất tâm vào định rồi sẽ có kết quả thù thắng theo từng cấp bậc thiền mà mình tu. Nghĩa là tu chứng tới quả nào thì sau khi chết được sanh vào cõi trời tương xứng với công phu tu tập của mình, mà hiện đời được an lạc nữa. Đó là nói đến pháp tu của phàm phu ngoại đạo mà còn thành tựu như vậy. Huống nữa là biết quy hướng về Tam Bảo Phật Pháp Tăng là ba ngôi báo ở thế gian. Bởi tu hành theo chánh pháp là đã hành ngộ biết bao nhiêu rồi, nhất là đưa đến quả vị an vui giải thoát ngay trong hiện đời như liệt vị thiền sư đã thể hiện. Giữ giới tinh chuyên thì được thiên thần hộ giới ủng hộ triệt để, như trường hợp Tổ Luật Sư Đạo Tuyên đã chứng minh vậy. Ngài đang đi vừa muốn dấp té, liền khi ấy có Thái tử Na Tra, con của Thứ Thiên Dương xuất hiện ngay tức thì để dìu dắt ngài liền. Còn nói về giữ năm giới cấm đối với hạng Phật tử tại gia, Phật dạy rất rõ. Khi mình giữ giới hoàn toàn thì không những ngay kiếp này được an vui hạnh phúc, mà kiếp sau sẽ sanh trở lại làm người sung sướng nữa. Năm giới cấm ấy là: không sát sanh, còn phải biết phóng sanh thì tránh được bệnh tật ốm đau; không trộm cắp, phải biết bố thí để được giàu có của cải; không tà dâm, phải biết giữ gìn chánh hành để được thân thể đẹp đẽ; không nói dối, phải biết nói lời chân thật để người tin tưởng kính trọng; không uống rượu thì được thông minh trí tuệ. Và thập thiện, tức là 10 điều lành, nếu giữ trọn vẹn thì ngay đời này được nhiều lợi lạc, và sau khi chết được tái sanh lên cõi trời. 1. Không sát sanh. Từ bi không sát hại sanh mạng sẽ được khỏe mạnh trường thọ. 2. Không trộm cướp. Ngay thẳng, không lấy của người sẽ được giàu có an ổn. 3. Không tà dâm. Trong sạch không quan hệ bất chính,
sẽ được xinh đẹp, hạnh phúc. 4. Không nói dối, chân thật, không dối gạt sẽ được quy thế tiếng tâm. 5. Không theo dệt, trung thực không xảo ngôn sẽ được mọi người kính mến. 6. Không đâm thọc, hòa hợp không nói lời ly gián sẽ được nhiều người ủng hộ. 7. Không nói lời thô ác, hòa nhã không cay nghiệt, không thô tục sẽ được cao sang. 8. Không sang tham, tức là rộng rãi, thí xã sẽ được vô lượng phước báo. 9. Không sân hận, tức là từ hòa nhẫn nại sẽ được vô lượng duyên lành. 10. Không si mê, tức là sáng suốt tỉnh giác sẽ được vô lượng trí tuệ. Trong Lục Tỳ Kheo có nói Ba La Đề Mộc Xoa, có nghĩa là giữ trong sạch giới nào thì riêng được giải thoát theo giới đó, nên còn gọi là biệt giải thoát là vậy. Qua những điều trên cho thấy, những gì mình làm trong kiếp hiện tại này đều có kết quả lợi ích cho riêng mình, nên nhà Phật gọi đó là làm phần tự lợi. Phần tự lợi này tức là gieo ruộng phước cho mình chứ không vì ai khác. Dù là loài người hay súc sinh cũng vậy, nếu chuyên tâm hành trì thì phước đức vẫn như nhau. Và trong kinh Phật cũng khuyên hàng Phật tử là nên bố thí và khuyến khích bố thí. Như trong tích truyền Pháp Cú Phẩm Ác có lần, dân chúng ở xá vệ họp từng nhóm cúng dường tăng đoàn của Phật. Khi hồi hướng công đức, Thế Tôn bảo: các cư sĩ, trên thế gian này ai bố thí nhưng không khuyến khích người khác bố thí, ở kiếp sau sẽ có phước báo về tài sản nhưng không có phước báo được nhiều người theo. Nếu không tự mình bố thí mà chỉ khuyên người khác bố thí thì sẽ có phước báo được nhiều người theo nhưng không có tài sản. Không tự mình bố thí mà cũng không khuyên người bố thí thì sẽ không có phước báo nào hết. Nhưng người vừa tự mình bố thí vừa khuyên người khác bố thí thì sẽ nhận được cả hai phước báo về tài sản và tùy tùng. Một điều đáng ghi nhớ là mình đã làm phước lành thì hãy đón nhận đó là một việc làm tốt đẹp trong nhân gian. Vì làm lành thì được quả báo lành, nhưng làm với tâm trạng vô tư, chứ không nên móng tâm mong cầu. Bởi như thế tức là tham lam, mà tham lam là trái với tư cách bố thí, nghĩa là xả bỏ. Cho nên khi mong cầu mà đạt được mục đích thì hăng hái làm việc nghĩa tiếp. Trái lại, mong muốn mà không thỏa nguyện như ý thì dễ sanh tâm chán nản, đưa đến sự bất an cho chính mình. Rốt cuộc, nhân lành mà thành quả dữ hồi nào không hay. Đó là cái bệnh chung của việc làm lành mà ít ai chịu suy xét cho tường tận. Thực ra, trong giáo lý nhà Phật đề cập tới vấn đề nhân quả rất công bằng và cụ thể. Nhân quả thường xảy ra trong thời gian ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Có khi mình làm lành trong hiện tại mà được quả báo lành ngay trong hiện đời. Đó là do quả báo lành được thành tựu từ nhân lành có sẵn trong quá khứ, rồi còn sót lại mà nay mình tiếp tục thụ hưởng. Còn như việc làm lành trong đời này, tuy hoàn tất nhưng chưa được quả báo tương xứng như ý, tức là nó còn phải chờ đủ cơ hội hay nhân duyên hội tụ sẽ tự thành tựu thôi, chứ không mất đâu hết. Vì biết đâu nợ cũ chưa trả kịp ở đời trước, nay mình cố gắng trả cho xong. Nếu trả xong rồi, chắc chắn sẽ được quả báo lành đáp ứng ngay trong hiện đời thôi vậy. Như trong kinh Tăng Chi Bộ Phẩm Tế Đàn, Phật dạy rất rõ về điều này. Này Sariputta, ở đây ai bố thí không với tâm cầu mong, bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, bố thí không với ý nghĩ lành thay sự bố thí, bố thí không với ý nghĩ cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên. Bố thí không với ý nghĩ do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tịnh tính, hỷ duyệt khởi lên. Nhưng vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm. Do vị ấy bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng chung,
được sanh cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên. Và khi vị ấy nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị bất lai, không trở lui trạng thái này. Trong tích truyện Pháp Cú có nêu một câu chuyện về Tôn giả Mục Liên. Khi Tôn giả lên cõi trời thì gặp những vị trời hổ thẹn vì là một chút phước lành nhỏ mà được sanh lên thiên giới hưởng phước lạc ở cõi trời. Một hôm, Tôn giả Mục Liên đi dạo nơi cung trời, thấy một vị trời có thần lực rất lớn đang đứng trước cung điện của mình. Thiên thần ấy đến chào Tôn giả. Tôn giả hỏi: "Này thiên thần, ông có uy lực lớn, ông đã làm gì mà được như thế?" "Ồ, bạch ngài, xin đừng hỏi tôi. Vị trời này chỉ là một việc thiện nhỏ nên xấu hổ không muốn nói." Tôn giả cứ hỏi lại, yêu cầu nói cho nghe. Cuối cùng thiên thần nói: "Thưa Tôn giả, tôi không hề cúng dường, tôn kính hay nghe pháp, tôi chỉ nói thật mà thôi." Tôn giả đến cung điện khác, hỏi một vài thiên nữ khác, họ cố giấu việc mình làm nhưng không qua được Tôn giả. Một người nói: "Thưa Tôn giả, tôi không bố thí hay làm việc về tôn giáo, nhưng vào thời Phật Ca Diếp, tôi là đầy tớ của một ông chủ tàn bạo hà khắc. Ông ta chỉ có đánh đập, nhưng khi tư tưởng sân hận nổi lên, tôi tự an ủi mình rằng ông ấy là chủ mình, có thể bắt giam mình hoặc xẻo mũi mình hay xẻo bất cứ nơi nào, đừng giận dữ. Như thế tôi làm lắng dịu lòng mình, chỉ có thế tôi được phước quả này." Người khác nói: "Thưa Tôn giả, khi tôi đang canh chừng ruộng mía, tôi có cúng một cây mía cho một sa môn. Tôi cúng một Timbarasaka, một Elaluka, một Farusaka, tôi cúng một nắm củ cải. Tất cả đều kết luận, bằng cách ấy chúng tôi đạt được quả phước." Tôn giả trở về bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, có phải người được sanh cõi trời chỉ vì đã nói thật, hay đã chế ngự cơn giận, hay bố thí một nắm đậu, vân vân? Vì sao ông hỏi ta điều ấy? Tất cả thiên thần đã chẳng kể rõ cho ông sao?" "Thưa dân, con tin rằng chỉ vài điều thiện nhỏ như thế cũng đủ sanh thiên." Phật dạy: "Này Mục Liên, chỉ với lời nói thật, chỉ với việc chế ngự cơn giận, hay tặng một quà nhỏ, người được sanh thiên." Ngài nói kệ, câu 224: "Nói thật không phẫn nộ, của ít thí người sinh, nhờ ba việc lành này, người đến gần thiên giới." Nói như vậy là đủ biết, gieo nhân duyên lành thì gặt được quả báo lành chứ không mất mát đi đâu. Chỉ là khi đạt được quả báo, thấy như không tương xứng thì chớ nên tự phụ, tự hào, làm tổn phước của mình, mà hãy nghĩ rằng phước báo hiện thời mình có được là do đời trước mình gieo trồng thôi. Cuối cùng, thực ra mà nói, Đức Phật vì căn cơ và nghiệp duyên của mỗi chúng sanh sai khác nên Ngài có nhiều phương tiện giáo hóa như vậy. Chứ chỉ làm phước bố thí cúng dường không thôi, ấy không phải là mục tiêu duy nhất Phật muốn nhắm đến. Điều rốt ráo mà Phật chủ trương là con đường đi đến giác ngộ giải thoát khổ đau trong ba cõi. Vì dù được sanh lên cõi trời hưởng thọ những phước mình tạo được có bao lâu chăng nữa, đến khi hết phước đó rồi, nếu không biết tu hành sẽ bị rơi lại trong ba đường ác, thì nguy hiểm biết chừng nào. Vì vậy, đối với Phật giáo, làm phước thiện chỉ là trợ duyên cho đời sống mình thăng hoa thêm lên. Bởi nếu xét kỹ trong tạng kinh Phật dạy, ta thấy hầu như Ngài chỉ khuyến khích người Phật tử tại gia làm phước thôi, chứ ít nhắc đến những người tu hành xuất thế, mặc áo giải thoát. Nếu có thì là phước trí nhị nghiêm thân. Thế mà thời nay, việc làm ấy không có ranh giới nào cả giữa hai hạng ấy, thì biết người tu thời nay ra làm sao rồi vậy? Thank you.
Làm người ai cũng muốn mình được giàu sang phú quý, chứ không ai muốn mình bần cùng hèn hạ. Nhưng sự thật trên đời không như mình mong muốn, kẻ giàu thì giàu thêm lên, còn người nghèo lại nghèo hoài. Tuy có lúc cũng có trường hợp ngoại lệ. Trường hợp ngoại lệ đó xảy ra trên thân phận của người giàu bỗng biến thành kẻ nghèo hèn một cách trớ trêu, và người nghèo bỗng trở thành kẻ giàu sang lạ thường. Thật ra, điều đó không có gì xa lạ. Nếu ta biết cuộc sống trên thế gian này hoàn toàn đều do luật nhân quả chi phối cả. Hơn nữa, sự thay đổi đó, hay nói thực tế hơn, số phận của người đó đối với kiếp hiện tại này âu cũng là do biết và không biết mà ra cả. Biết là biết gì, và không biết là không biết gì. Chẳng qua là biết hay không biết gieo trồng cội phước cho mình ở đời này và đời sau mà thôi. Vậy thì gieo trồng cội phước bằng cách nào để đời sống vui sướng giàu sang trọn vẹn mà không bị hoàn cảnh trái nghịch làm cho mình bị sa lầy khổ sở? Suy cho cùng, làm phước bằng hai cách là tự mình làm phước cho mọi người và tự làm phước cho chính mình. Tự mình làm phước cho mọi người là sao? Hay gọi là phần lợi tha là sao? Nghĩa là mình vì người khác mà làm lợi ích, mà phần này quan trọng nhất là bố thí cúng dường. Bố thí là một trong những hành nguyện của hàng Bồ Tát, đứng đầu trong 6 hoặc 10 hành Ba La Mật của Bồ Tát. Đây là công việc không chỉ riêng cho hàng xuất gia tu hành giải thoát buông xả, mà ngay cả hàng Phật tử tại gia và vượt cả hai hạng Phật tử của Phật nữa. Vì người ta ai cũng biết bố thí giúp đỡ người, tức là giúp đỡ cho chính mình. Song có một điều là họ hoàn toàn không hề hay biết rằng bố thí cúng dường như thế nào thì được lợi lạc, đó mới là quan trọng. Và còn phải tùy thuộc vào đối tượng cũng như hành động của người cho và người nhận nữa, thì cách bố thí ấy mới đem lại phước báo nhiều hay ít thôi. Đức Phật dạy cúng dường bằng tấm lòng chân thành cùng với người nhận cúng dường là bậc chân tu giải thoát thì không phước báo nào sánh được. Như Kinh Pháp Cú có dạy trong Phẩm Phật Đà, câu 195: cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt hí luận, đoạn diệt mọi sầu bi. Câu 196: cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai lường trước được. Thật vậy, xin nêu ra hai câu chuyện cảm động trong tích truyện Pháp Cú để chứng minh rằng bất cứ ai thành tâm cúng dường đấng chí tôn đều được phước báo vô cùng tận. Có một bà lão nghèo, nghe tin vua A Xà Thế giàu có như vậy mà còn phát tâm cúng dường Phật cả ngàn ngọn đèn dầu. Bà nghĩ, sở dĩ mình hôm nay nghèo là do kiếp trước không biết bố thí làm phước lành. Vì vậy, bà quyết định cúng dường ngay trong lúc này. Bà thu vén toàn bộ gia tài vốn có của bà chỉ là 2 đồng bạc, liền đi mua dầu cúng dường Phật. Người bán dầu biết lòng thành của bà nên hảo tâm rót cho bà thêm 3 đồng dầu nữa. Được dầu, bà đem vào nhà cúng dường đèn dầu của vua A Xà Thế và phát nguyện rằng nếu bà sau này được thành chánh quả như bà mong muốn thì xin ngọn đèn cháy mãi không tắt. Thế là lời phát nguyện của bà được thành tựu, cháy mãi không tắt. Vì sáng hôm sau, ngài Mục Kiền Liên thổi tắt hết tất cả các ngọn đèn của vua A Xà Thế, nhưng chỉ có ngọn đèn của bà, dù làm cách nào để dập tắt cũng không thể tắt được. Vua A Xà Thế hay tin mới thắc mắc hỏi: tại sao ta cúng dường cho Phật nhiều như vậy mà không được cảm ứng bằng bà lão nghèo kia chỉ có một ít đèn dầu? Đại thần Kỳ Bà mới đáp: bởi vì bệ hạ cúng dường mà không thành tâm. Cúng dường mà không thành tâm, dù cúng dường nhiều nhưng kết quả không được là bao, việc đó đành rành rồi vậy. Vì nó thể hiện tế nhị nơi lòng thành, và hơn thế nữa, lòng thành khi phát ra thì phải mau mau thực hiện ngay lập tức, đừng chần chờ mà đánh mất đi cơ hội quý báu đem lại nhiều sự thăng hoa trong việc làm phước thiện, như trong kinh dạy. Câu 116: hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, y ưa thích việc ác.
Người nào gặp việc lành mà không nhanh tay làm liền, đó là do ý còn dương dấn việc xấu ác. Với bài kệ trên, Đức Phật dạy nhân một câu chuyện của Bà La Môn tên là Tiểu Nhất Y. Bà La Môn Đại Nhất Y, thời Phật Tỳ Bà Thi, kiếp hiện tại tái sanh ở Xá Vệ tên Tiểu Nhất Y. Ông chỉ có độc một nội y, vợ ông cũng vậy, và cả hai xài chung một ngoại y. Như vậy, khi Bà La Môn hoặc vợ ra khỏi cửa thì người kia phải ở nhà. Một hôm người ta loan báo có thuyết pháp tại Tinh Xá, cả hai thỏa thuận đi nghe pháp, bà ban ngày còn ông ban đêm. Ngồi trước mặt Thế Tôn, toàn thân của ông quan hỷ uống từng giọt pháp, vì thế ông phát tâm cúng dường. Nhưng nếu dân y này đến Thế Tôn thì không còn ngoại y nào cho cả hai người. Một ngàn niệm ích kỷ không dân y nổi lên bên trong, thì có một niệm sùng tính lại muốn dân y. Hai bên tranh chấp lẫn nhau mãi cho đến khi canh một trôi qua và canh hai là đến, và rồi ông vẫn chưa dân y lên Thế Tôn. Đến canh cuối, Bà La Môn nghĩ rằng hai canh đã trôi qua, nếu cứ dạng co mãi và nếu niệm gì kỹ gia tăng mạnh mẽ thì sẽ không nhức đầu ra khỏi bốn đường khổ. Do đó ông quyết cúng dường, lấy y đặt dưới chân Thế Tôn. Ông kêu to ba lần: ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Vua Ba Tư Nặc xứ Kosala tình cờ cũng dự thính, nghe thế ngạc nhiên, bảo quân lính hỏi chuyện, rồi thưởng cho ông một cặp y. Bà La Môn lại cũng dâng y này cho Thế Tôn. Vua lại tặng ông gấp đôi, tức là lần thứ nhất hai bộ y, rồi bốn bộ, tám bộ, cuối cùng 16 bộ. Bà La Môn dâng hết cho Như Lai, nhà vua lại tặng 32 bộ còn lại. Dù Bà La Môn có dâng hết những gì ông có đến 100 lần, vua cũng vẫn đáp ứng tương xứng. Trong một tiền kiếp đại nhất y giữ 2 bộ trong 64 bộ nhận được. Vua thấy Bà La Môn là một việc rất khó làm, nên ra lệnh tìm 2 cái mền trong phòng thiết triệu mang tặng ông. Mền đó trị giá đến 1.000 đồng. Bà La Môn tự thấy mình không xứng đáng đắp, nhưng mền đó thích hợp với giáo đoàn của Phật, nên ông lấy làm màn, một tấm treo trong hương thất để che giường của Thế Tôn, và một tấm treo trong nhà mình để che nơi các tỳ kheo thường đến thọ thực. Buổi tối, vua đến thăm Thế Tôn, nhận ra mền, hỏi Phật, thì ra là Tiểu Nhất Y cúng dường. Như vậy khi vua có niềm tin và hạnh phúc với niềm tin đó, thì người Bà La Môn này cũng vậy. Sau đó, vua tặng cho ông 4 voi, 4 ngựa, 4.000 đồng, 4 phụ nữ, 4 tỳ nữ và 4 ngôi làng tốt nhất. Được lợi dưỡng như vậy là quá tầm cỡ của người Bà La Môn này rồi, thật là quá sức tưởng tượng của ông ta. Thế nhưng khi nghe các thầy tỳ kheo bàn tán về câu chuyện này, Đức Phật lại bảo: các tỳ kheo, nếu Tiểu Nhất Y cúng dường cho ta vào canh đầu, ông đã nhận quà tặng mỗi thứ 16 cái. Nếu vào canh giữa, ông đã nhận mỗi thứ 8 cái. Nhưng vì để trễ đến canh cuối, nên ông chỉ nhận mỗi thứ 4 cái. Ai làm việc thiện đừng chần chờ, mà phải làm tức khắc. Một việc công đức làm chậm trễ đem lại phước báo cũng chậm trễ. Do đó, ta phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng. Trong giáo pháp của Phật, dù là đại thừa hay tiểu thừa, cũng chỉ có một vị giải thoát là duy nhất. Cúng dường bậc đã lìa khỏi tham dục, sân hận, si mê, thì phước đức ấy không cùng tận. Đừng nói chỉ đối với Phật thôi mới đạt được những kết quả tương xứng như mong muốn khi vui cúng, mà ngay cả chính các vị đệ tử A-la-hán của Ngài cũng thành tựu những phước báo vô biên. Như ta đã biết, Tôn giả Maha-ca-diếp có tâm hạnh rất từ bi. Ngài luôn luôn nghĩ đến, thương tưởng đến những hạng người bần cùng trong xã hội. Ngài chỉ đi khất thực ở những gia đình nghèo khổ thôi, là ý muốn gieo ruộng phước cho những người nghèo khổ này, cho họ có cơ hội thăng qua lên, bằng cách cúng dường Ngài mà thọ hưởng phước báo ở cõi cao sang hơn. Chuyện kể rằng, khi Tôn giả Đại Ca Diếp ngủ ở hang tiêu, Ngài nhập định 7 ngày rồi xuất định, quan sát bằng thiên nhãn những nơi sắp đi khất thực.
ngài trông thấy một phụ nữ canh giữ cánh đồng đang rang những bông lúa vừa gom được, và biết người này có niềm tin khôn ngoan và tháo giác, sẽ giúp đỡ ngài và được phước báo nhiều. Rồi ngài đắp y, ôm bát đến đứng gần ruộng lúa. Bà thấy ngài phát tín tâm, toàn thân quan hỷ, và nhanh nhẹn đi lấy gạo rang trút vào bình bát, xong đảnh lễ ngài và ước nguyện: Bạch tôn giả, xin cho con được tham dự vào giáo pháp mà ngài đã thấy. Trưởng lão hứa khả, tín nữ chào ngài và trở về, lòng cứ nghĩ đến sự cúng dường cho ngài. Nhưng khi tín nữ bước trên đường dọc theo ruộng lúa, đến chỗ có con rắn độc trước đây không cắn được trưởng lão vì y vàng phủ kín chân, nó bò ra và cắn bà té sắp xuống đất, và bà đã chết trong tín tâm. Bà tái sinh lên cõi trời 33 như người ngủ thức dậy, trong một thiên cung bằng vàng rộng 33 dặm, dốc dáng cao bằng 3/4 dặm, mặc một thiên y dài 12 dặm làm nội y, và một thiên y bằng như thế làm ngoại y, với 1000 thiên nữ tùy tùng. Cổng chính thiên cung trang hoàng, có treo một bình vàng đầy hạt lúa bằng vàng do công đức kiếp trước dâng gạo rang cho trưởng lão Đại Ca Diếp. Cúng dường hay bố thí cũng vậy, phải biết chọn đối tượng cúng dường, coi đó là những ai nên cúng, và khi ấy cúng cho một vị dù với số lượng ít ỏi theo lượng sức của mình còn hơn cúng cho nhiều người. Nhiều năm với số lượng nhiều nhưng kết quả không được bao nhiêu, vì nhiều người mà vẫn hoàn toàn chất chứa tham sân si, dù họ có nhận bao nhiêu cũng không ích lợi cho mình lắm, bởi họ không chịu phản tỉnh và quy hướng vào Tam Bảo để tu hành đoạn trừ phiền não, mà chỉ làm cho họ thêm tham sân si thôi. Có chăng là chỉ cứu vớt họ trong lúc túng thiếu tức thời, rồi họ vẫn nghèo đói lại như cũ. Nếu cứ làm phước thiện bố thí cho họ hoài như vậy, dĩ nhiên là không đưa tới mục đích cao hơn, mà chỉ là gieo duyên thôi. Bởi lẽ bố thí cho họ cũng vẫn được phước như bố thí cho các loài hữu tình khác. Song nếu cúng dường cho bậc đã giải thoát, mình mới có may mắn tạo phước duyên lành để tiếp nối cho đời sau được tốt hơn, như chuyện vừa nêu trên. Hãy nghe Indaka nói bài kệ do vị thần này kinh nghiệm trong việc bố thí cúng dường. Như hột giống, mặc dù rất nhiều, gieo trên đất xấu, không gặt hái nhiều, không làm nông dân vui thích. Vật cúng dường dù nhiều, dân người ác, không gặt quả nhiều, không lợi ích cho người thí. Còn hột giống dù ít, gieo trên đất tốt, sẽ gặp nhiều kết quả, nông phu vui lòng. Như thế, cúng dường người đức hạnh, chính trực và thánh thiện, dù ít vẫn được kết quả tốt phong nhiêu. Bài kệ này được ghi nhận rằng nhân dịp ngài A Nậu Lâu Đà đi khất thực, Indaka cúng dường tôn giả một muỗng thức ăn của mình. Trong khi đó, Ankura đã đốt hàng ngàn lò sưởi trên quãng đường dài 12 dặm trong 12.000 năm và bố thí rất nhiều, nhưng việc làm của Indaka được kết quả lớn hơn. Vì vậy nên khi Đức Thế Tôn đã lên cung trời 33, đã ngồi vào pháp tòa, chư thiên của 10.000 thế giới vây quanh và hầu tiếp ngài. Trên cõi trời 33, khi Đức Phật đấng tôn quý của mọi loài ngồi dưới cội san hô trên tòa hoàng thạch, thần tiên 10.000 cõi tụ về và hầu tiếp. Đấng tối thắng ngồi nơi cao nhất của cõi trời, không ai chói sáng bằng ngài, chỉ mình ngài độc nhất rực rỡ ác chư thiên. Hoàng hậu Maya từ cõi trời đâu xuất đến, ngồi bên tay phải của Đức Phật. Trời Indaka cũng đến ngồi bên tay phải Phật, và trời Ankura đến ngồi bên tay trái Phật. Khi các vị trời đầy quyền lực đến dự hội, Ankura phải rời khỏi chỗ và ngồi một chỗ cách xa 12 dặm, trong khi Indaka còn ngồi bên tay phải Phật. Thế Tôn quan sát cả hai, ngài muốn dạy về phước báo lớn lao của sự cúng dường xứng đáng, nên bảo Ankura: Dù trong 10.000 năm ngươi đã cho lập nên những lò sưởi trên suốt quãng đường dài 12 dặm và cúng dường vô số phẩm vật,
sau thời gian dài ấy, bây giờ ngươi đến đây, nên trong chúng hội của ta lại ngồi xa ta nhất tới 12 dặm. Tại sao thế? Thế Tôn nhìn Anguta và Indaka, tuyên bố ai cúng dường giá trị. Ngài nói: Anguta, ngươi cúng dường vô số, vậy mà sau một thời gian dài, ngươi ngồi chỗ thật xa, hãy đến đây. Âm thanh ấy dội xuống mặt đất, dân chúng đang cắm trại dưới ấy đều được nghe. Được đấng đạo sư thức tỉnh, Anguta nói: Những thứ cúng dường ấy đã đem lại ích lợi gì cho con? Người xứng đáng được cúng chẳng đem lại phước báo gì ư? Dạ xoa Indaka này chỉ dâng chút ít phẩm vật, vậy mà ông ấy sáng hơn hết thầy chúng con, như mặt trăng sáng hơn tất cả tinh tú. Khi Anguta nói như thế, Đức Phật hỏi Indaka: Này Indaka, ngươi ngồi bên tay phải ta, vì sao ngươi ngồi đây mà không dời đi? Indaka đáp: Bạch Thế Tôn, như một nông phu gieo một ít hột giống trên thửa ruộng tốt, con nhận phước lành này nhờ cúng dường đáng giá. Thế Tôn bảo: Này Anguta, phải nhận xét trong khi cúng dường, với phương cách đó, giống như gieo giống trên đất tốt, vì cúng dường được quả tốt, nhưng ngươi không làm như thế, nên phước báo ngươi không đủ. Ngài nói kệ: Cúng dường với sự xét đoán được quả đây, người như thế được sanh thiên. Như Lai khen ngợi sự cúng dường với óc phán đoán, nên cúng dường đến người xứng đáng nhất sẽ gặp quả tốt như hạt giống gieo đất tốt. Ngài nói những câu pháp cú tiếp theo: Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại đời người, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người ly dục, do vậy được quả lớn. Điều này không những trong kinh điển Nam Tông Nguyên Thủy, mà ngay trong kinh điển Đại Thừa Phát Triển cũng có nói đến vấn đề này. Như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương thứ 11 nói: Cho 100 người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn, cho 1000 người thiện ăn không bằng cho một người thọ ngũ giới ăn, cho 1000 người thọ ngũ giới ăn không bằng cho một vị Tu Đà Hoàng ăn, cho 100 vị Tu Đà Hoàng ăn không bằng một vị Tư Đà Hàm ăn, cho 1000 vạn vị Tư Đà Hàm ăn không bằng một vị A Na Hàm ăn, cho 1 ức vị A Na Hàm ăn không bằng một vị A La Hán ăn, cho 10 ức vị A La Hán ăn không bằng cho một vị Bích Chi Phật ăn, cho 100 ức vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho một vị Phật ba đời ăn, cho 1000 ức Phật vị ba đời ăn không bằng cho một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng ăn. Nghĩa là cúng dường dù cho nhiều người mà không có đức hạnh gì, không bằng cúng dường một bậc chân tu thạc đức hay người có phẩm vị cao hơn. Bố thí cho nhiều người không bằng bố thí cho một người biết làm lành lánh dữ và đã thọ tam quy ngũ giới theo Phật dạy. Nói tóm lại, cúng dường bố thí phải theo những điều kiện sau mới gặt hái được nhiều lợi lạc. 1. Vật bố thí hoàn toàn hợp pháp. 2. Tác ý thiện tâm, cả ba thời hoàn toàn trong sạch. 3. Người thọ nhận vật bố thí phải là bậc có giới đức hoàn toàn trong sạch. Bậc ấy phải là Đức Phật Toàn Giác, hoặc Đức Phật Độc Giác, hoặc bậc A-la-hán. Nếu đủ 3 điều kiện này thì phước thiện mới có năng lực mạnh và nhiều. Thí chủ có ý nguyện nào thì ý nguyện ấy cũng dễ dàng được thành tựu. Trích trong Tìm Hiểu Phước Bố Thí của Tỳ Kheo Hộ Pháp. Nếu ta biết cách bố thí cúng dường thì được lợi lạc không cùng.
ta không nên chần chờ cân nhắc làm gì khi gặp bậc chân tu thạc đức, mà hãy mau phát tâm cúng dường ngay. Với tâm niệm hy sinh những gì mình có ở trong đời này, dù nghèo khổ, chỉ một ý niệm được thăng hoa thêm lên, hoặc ở ngay trong kiếp này hay chuyển sang kiếp sau và sau nữa. Như tiền kiếp của trưởng giả Ram, khi cúng dường Phật độc giác, phần cơm duy nhất của ông trong lúc đói kém, ông nghĩ rằng, vì quá khứ ta không hề cúng dâng nên giờ này mới chịu nạn đói kinh khủng. Phần cơm này chỉ giúp ta sống một ngày. Nếu cúng dường Phật, ta sẽ thoát dòng sanh tử trong nhiều kiếp. Tạo phước đức nhiều như thế, nếu đầy đủ duyên lành, công thành quả mãn đưa đến, gặp Đức Phật ra đời, sẽ sớm thành tựu chánh quả không mong. Đó là câu chuyện có thật về chú Sa Di Sukha mới 7 tuổi mà đã chứng quả A-la-hán vào thời Đức Phật còn tại thế. Tiền thân của chú Sa Di này là một anh chàng nhà quê bán củi. Hôm đó, anh chở củi lên thành. Để tiết kiệm, anh đến nhà người bạn ở nhờ. Nhân dịp đó, anh được bạn dẫn đi xem cách ăn của chưởng khố Ganta. Ngửi mùi thức ăn thơm phức, anh nhà quê thèm quá, nhờ bạn mình xin giùm. Chưởng khố không cho, anh bạn lại xin nữa, và cho biết không ăn được thèm quá sẽ chết. Mặc chưởng khố vẫn từ chối. Sau nhiều lần xin quá, chưởng khố bắt buộc phải lên tiếng. Này ông, mỗi miếng cơm đáng giá 100 tới 200 đồng đó, ai đòi cũng cho thì ta lấy gì ăn? Anh bạn vẫn cù nhây. Ông chủ, người nhà quê không được miếng cơm của ông sẽ chết, xin ông cứu mạng hắn. Không được. À, nhưng mà để ta xem. Nếu thật vậy, hãy bảo hắn làm cho ta 3 năm, ta sẽ cho hắn bát cơm. Anh nhà quê đồng ý và làm mọi công việc rất trung thành. Dù ở nhà, ở rừng, dù ngày, dù đêm, dân trong thành gọi anh là người kiếm thức ăn, Bata Batika. Mãn hạn, viên quản gia đến báo cho ông chủ biết, không quên khen ngợi anh nhà quê. Chưởng khố ra lệnh cho anh 2.000 đồng cho bữa ăn tối, 1.000 đồng cho bữa ăn sáng, tất cả là 3.000 đồng. Và bảo mọi người trong nhà, trừ cô vợ yêu là Sintamani, ngày hôm ấy hầu hạ ông ta, xem như là ông chủ. Anh được tắm trong phòng tắm pha lê, ngồi ghế pha lê sau khi tắm, mặc y phục chưởng khố. Rồi Ganta sai người đánh trống trao rằng Bata Batika làm thuê cho trưởng phố Ganta để nhận một bát cơm. Hãy đến xem sự lộng lẫy quy hoàng trong bữa ăn bát cơm ấy của anh ta. Chỗ nào anh nhìn đến đều trúng động. Xung quanh anh vũ nữ đứng phục vụ và gia nhân bưng cơm đặt trước mặt. Khi anh rửa tay thì một vị Phật độc giác đắp y ôm bát bay trên không và đặt chân xuống giữa hội chứng đứng trước mặt anh. Trước đó trên núi Ganta Madana xuất định sau 7 ngày, ngài đã thấy là anh có niềm tin, chịu ban ơn và sẽ được nhiều phước báo. Bata Batika hiểu rằng chưởng khố mời anh ta đến cho 1.000 đồng và xin anh ta chia phần phước đức sau khi bố thí số tiền ấy. Anh nhà quê bằng lòng và chưởng khố lại chia gia tài của mình ra làm hai, cho anh ta phân nửa. Nghe chuyện Bata Batika vui dời anh đến, ban cho 1.000 đồng để đổi bình bát của anh, cho anh nhiều của cải và phong làm chưởng khố. Hai chưởng khố Bata Batika và Ganta kết bạn với nhau, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Mạng chung, Bata Batika sanh thiên, hưởng phước suốt thời gian giữa hai Đức Phật. Thời Phật hiện tại tái sanh vào nhà một thí chủ của trưởng lão Xá Lợi Phất ở Xá Vệ, tên là Sunkha Kumara. Lớn lên được 7 tuổi, chú xin cha mẹ cho xuất gia theo tôn giả Xá Lợi Phất tu học và chứng quả A-la-hán luôn trong năm đó. Qua câu chuyện kể trên, ta rút ra một bài học cho mình. Khi đã biết thân phận ta nghèo cùng là do đời trước ta không biết làm phước thiện, do đó ta nên suy nghĩ lại, hãy tận tâm tận lực làm phước thiện ngay trong kiếp sống này, không kể tài sản mình tạo ra là bao nhiêu, chỉ mong sao kiếp sau hoàn thiện hơn nhiều. Lúc đó của cải ta có dư thừa
mặc tình vừa hưởng thụ đúng theo pháp mà cũng vừa hết lòng cúng dường bố thí để dung bồi cội phước thêm lên. Đó chính là ta biết cách trồng cội phước đời này và đời sau vậy. Cũng là người như nhau, mà người này biết bố thí là được phước cho đời mình, mà người kia chỉ biết tận dụng những gì mình có được để hưởng thụ thôi. Thế nhưng, khi biết kết quả đáng khích lệ, người kia liền làm theo chủ đích của người này, nên cả hai đều thành tựu phước đức của mình. Sau đây là bốn loại sở đắc mà khi cúng dường được phước báo vô lượng. Về của cải, như một bậc A-la-hán hay vị chứng tam quả sau khi xuất định đáng nhận được của cải. Về tứ vật dụng, do sống liêm chánh và công bằng. Về trí tuệ có được từ tri thức kết hợp với hỷ thọ, do bố thí cúng dường trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Về thần thông, sau thời gian thiền định, như vị Phật độc giác đã thi triển. Nói như vậy, không có nghĩa là bác bỏ không bố thí cho kẻ mồ côi, nghèo hèn hay kẻ ăn xin. Vì Phật có dạy rằng, bố thí cho con vật thức ăn còn có phước lành thay, huống gì là người ta. Phước đức do bố thí cúng dường được thành tựu như trên, đó là phước bố thí ngoại tài, nghĩa là những việc mình làm phước thiện bằng đồng tiền, tài sản riêng tư mình có đem bố thí. Song, đối với những ai không có ngoại tài như vậy, nhưng muốn cúng dường bố thí tạo phước lành, thì Phật dạy các bố thí nội tài. Cách bố thí này đơn giản là chính mình tạo tác, đem thân ra phục vụ một cách đắc lực bằng mồ hôi nước mắt, công lao vất vả của bản thân mình. Đối với xã hội, đó là việc làm công ích, còn ở trong đạo Phật, gọi đó là làm công quả. Thuở xưa, tiền thân của vua trời Đế Thích là một bằng chứng cụ thể về cách bố thí nội tài này. Chuyện ấy kể như sau. Xưa có một ông hoàng tên Manga, sống trong làng Makala thuộc vương quốc Ma Kiệt Đà. Một hôm, ông đến chỗ buôn bán thị tứ, lấy dân gạt sạch bụi đất để có một chỗ đứng thoải mái. Nhưng một người khác lại đến đẩy ông ra chiếm chỗ. Thấy vị giận người ấy, ông kiếm một chỗ khác dọn sạch để đứng. Lại một người cũng đến đẩy ông ra chiếm chỗ. Ông dặn lòng đừng giận và lại tìm chỗ khác. Rồi hết người này đến người nọ tiếp tục đuổi ông đi. Ông nghĩ rằng những người này dường như khoái chí, việc làm của ông mang đến niềm vui cho họ, quả là một việc đáng làm. Việc làm này rất kỳ lạ và hy hữu. Vì sao? Trên thế gian này không ai không muốn chỉ hưởng thụ và hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác. Khi bị chiếm đoạt bằng bất cứ lý do nào, họ cũng tỏ ra phản kháng quyết liệt, chứ không thể nhân nhượng cho không một cách vui vẻ và sẵn sàng như ông hoàng Manga này. Tuy nhiên, ai đó làm được việc như vậy, tức là đã biết bố thí cúng dường nội tài với tấm lòng chí thành rồi đó vậy. Hãy đọc tiếp. Hôm sau, ông mang cuốc dẹp dọn một khoảng đất rộng bằng sân phơi lúa, tức thì thiên hạ đến chiếm chỗ. Mùa lạnh, ông đốt lò sưởi ấm họ, vì thế đây là nơi mọi người thích đến. Rồi ông thấy có bổn phận phải làm một con đường bằng phẳng dễ đi, nên sáng sớm ông bắt đầu làm đường, chặt bỏ hết những cành cây vướng víu. Ông đã dành thì giờ để làm những việc như thế. Có người thấy như vậy bèn hỏi ông: "Thưa ngài, ngài đang làm gì thế?" "Tôi đang bước trên đường dẫn đến cõi trời. Cho tôi cùng đi với." "Thưa ngài, hãy đi với tôi. Thiên đường là nơi an lạc cho nhiều người." Thấy hai người đang làm việc, người thứ ba đến và tương tự như trước xin gia nhập. Rồi người thứ tư, thứ năm, cuối cùng là đến người thứ 33. Họ dùng cuốc và triều làm một con đường dễ đi và bằng phẳng dài chừng 1-2 dặm. Đã biết cách làm phước bằng sức lực của mình, lại còn bày chỉ cho mọi người cùng làm theo nữa, thì phước báo ấy còn gì hơn. Thôn trưởng nghe tin đến xem xét việc họ làm và tỏ vẻ bực bội vì không kiếm chắc gì được cho riêng mình. Ông thuyết phục họ đừng làm nữa vì không phải là việc của người tại gia, và ông khuyên họ đi câu cá,
săn thú rừng, hoặc dè chén say sưa, hoặc vui chơi thỏa thích. Nhưng họ không nghe ông, vẫn một mực làm con đường dẫn lên cõi trời. Thôn trưởng tức giận muốn phá họ, bèn tâu dối vua đó là bọn cướp. Vua truyền lệnh bắt 33 chàng trai cho voi chà. Trước cơn nguy khốn, Manga nhắn nhủ đồng bọn: các bạn, chúng ta không còn chỗ nào để ẩn náu ngoài lòng từ bi. Hãy để tâm an tĩnh, hãy yêu thương, đừng sân hận bất cứ ai. Nên rải tâm từ đến nhà vua, thôn trưởng và đến cả con voi sắp dẫm chân lên chúng ta. Thật là đáng kính cho những ai dù bị lâm vào cảnh nguy hiểm khốn cùng vẫn an nhiên, không khởi tâm sân hận mà còn trải lòng từ đến kẻ hãm hại mình. Mười ba chàng trai vâng lời thủ lãnh của họ, sức mạnh của tình thương đã khiến con voi không dám đến gần họ. Vua nghe báo, tưởng rằng vì nhiều người nên voi không dám đến, nên ra lệnh phủ lên người họ tấm thảm dày. Nhưng từ xa, voi đã thối lui. Vua đoán biết chắc là có lý do gì đây, nên gọi họ lại xem có phải bọn họ là băng ăn cướp len lỏi trong rừng hay không. Được biết họ bị thôn trưởng vu oan, vua ra lệnh bắt thôn trưởng cùng với vợ con làm nô lệ cho họ, tặng một con voi để cưỡi và cả ngôi làng ấy để tùy nghi sử dụng. 33 chàng trai thấy rõ công đức mang đến lợi lạc ngay đời này, họ càng thêm phấn khởi, nên khi cưỡi voi về làng, họ bàn tính sẽ làm thêm nhiều công đức nữa. Cuối cùng, họ nhất trí xây dựng một nhà khách cho dân chúng tại ngã tư đường lớn, một tòa nhà an toàn và kiên cố. Họ mời chủ thầu đến giao việc và cấm không cho phụ nữ dự phần vào, vì họ đã dứt được lòng tham dục đối với phụ nữ. Lúc bấy giờ, có bốn bà ở trong nhà Manga là Quan Hỷ, Trầm Tư, Thiện Tánh và Thiện Sanh. Thiện Tánh bí mật đến gặp chủ thầu hối lộ để ông ta chạm câu: căn nhà này của Thiện Tánh, vào tháp nhọn trên mái nhà. Chủ thầu giữ được món bở, đồng ý ngay và cho hạ một cây khô, rồi đẽo, bào, khoan thành một tháp nhọn, xong quấn vải cất lại. Khi căn nhà đã hoàn thành, đến ngày dựng tháp, chủ thầu giả bộ hoảng hốt tìm 33 chàng trai báo tin là còn thiếu cây tháp. Họ hối phải làm ngay, nhưng không thể làm với cây tươi được. Chủ thầu lúc đó bảo họ tốt nhất là đi tìm nhà nào đã làm sẵn tháp để bán. Họ tìm kiếm khắp nơi và chỉ trong nhà Thiện Tánh là có sẵn tháp. Họ chịu mua với giá 1.000 đồng. Nhưng Thiện Tánh không bán mà chỉ muốn góp phần vào công trình xây dựng. Các chàng trai ban đầu từ chối vì vẫn không muốn cho phụ nữ tham gia. Nhưng sau bị chủ thầu thuyết phục là chỉ có cõi Phạm Thiên mới loại trừ đàn bà, nên họ nhận tháp để công trình sớm hoàn tất. Rồi họ chia căn nhà ra 3 phòng, một dành cho vua, một cho người nghèo và một cho người bệnh. Họ xây tiếp 33 chỗ ngồi, dặn con voi khi có khách đến ngồi vào chỗ nào thì mời khách đến nơi vị chủ của chỗ ngồi đó, để chủ làm bổn phận với khách như xoa bóp chân và lưng khách, dâng thức ăn cứng và mềm dọn chỗ ở, tức là làm tốt mọi việc phục vụ khách. Manga trồng một cây mung gần tòa nhà và xây một ghế đá dưới gốc cây. Khách vào tòa nhà nhìn tháp nhọn, đọc tên của Thiện Tánh đã khắc chạm vào đó mà không thấy tên 33 chàng trai đâu cả. Quan Hỷ thấy Thiện Tánh khéo góp phần vào trong khi mình chưa có gì hết, bèn nghĩ cách đào một hồ nước để cung cấp nước uống và nước tắm cho khách. Đến lượt Trầm Tư cũng vậy, biết rằng ai đã bước vào tòa nhà, sau khi uống nước và tắm
đều trang điểm vòng hoa trước khi đi ra, nên cho trồng một vườn hoa tráng lệ với nhiều hoa đẹp và trái quý, đến nỗi không ai bảo bông trái này chắc chắn là từ vườn hoa của Trầm Tư. Riêng phần Thiện Sanh là em họ và cũng là vợ của Manga, nên nghĩ rằng công đức của Manga nàng sẽ được hưởng lây, cũng như công đức của nàng Manga vẫn hưởng chung. Do đó nàng chẳng làm gì cả, chỉ lo trang điểm. Như vậy Manga người phụng dưỡng cha mẹ, tôn kính bậc trưởng thượng, nói sự thật không lỗ mãng, không nói sau lưng, bỏ lòng tham, không nổi sân, tức là đã làm tròn bảy giới luật, nên được làm vua cõi trời 33 sau khi tái sanh. Các bạn đồng hành cũng đều sanh thiên nơi đó. Còn người chủ thầu thì làm trời Visakanma ở cõi trời 33. Cung trời 33 này khoảng cách từ cổng đông sang cổng tây là 10.000 dặm, từ cổng bắc đến cổng nam cũng vậy. Cung trời có 1.000 tông, tô điểm với vườn cảnh và hồ nước. Do quả báo từ việc xây cất nhà khách, nổi lên ngay giữa cung một điện cát tên là Chiến Thắng, cao 700 dặm, cờ phướng dài 300 dặm treo la liệt. Trên cột vàng treo cờ ngọc, trên cột ngọc treo cờ vàng, trên cột san hô treo cờ hổ phách, trên cột hổ phách treo cờ san hô, trên cột bằng 7 loại đá quý, treo cờ bằng 7 loại đá quý. Quả báo việc trồng cây muông khiến mọc lên cây san hô ôm 100 dặm. Quả báo của việc xây chỗ ngồi dưới gốc cây khiến hiện ra dưới gốc san hô một ngai bằng đá vàng. Màu vàng ửng đỏ giống như hoa lài, dài 60 dặm, rộng 50 dặm và dày 15 dặm. Khi Đế Thích ngồi lên ngai thì bị lún xuống một nửa, nếu đứng dậy thì trồi lên hết, vì được tái sinh làm trời Eravana. Vì cõi trời không có loài vật nên muốn đến vườn giải trí, voi phải bỏ thân trời hiện tướng voi trở lại, cao lớn cỡ 150 dặm. Voi Eravana làm ra 33 dải nước cho 33 chàng trai, mỗi cái chu vi 3/4 dặm. Đúng ngay trung tâm, voi tạo một bồn nước tên là Mỹ Lệ dành cho trời Đế Thích, chu vi 30 dặm. Bên trên có che một dòm làm toàn bằng ngọc quý trọng 12 dặm. Quanh dòm cách khoảng đều, treo những lá cờ dài 1 dặm bằng 7 báo. Một hàng chuông len keng dính vào biên dưới lá cờ. Mỗi khi gió thổi rung lên, một điệu nhạc êm dịu như âm thanh phát ra từ 5 loại nhạc cụ hay tiếng quà của chư thiên. Giữa lầu cát đặt sẵn một giường bằng ngọc dài 1 dặm cho Đế Thích tựa mình trang trọng. Trong 33 dải nước của 33 vị trời, mỗi dải mọc lên 7 ngà voi, mỗi cái dài 50 dặm và chứa 7 hồ sen. Mỗi hồ sen nhô lên 7 cọng sen, mỗi cọng sen nở 7 hoa sen. Mỗi hoa có 7 nhánh và trên 7 nhánh có 7 thiếu nữ đang múa. Như thế, trong phạm vi 50 dặm ở mọi phía đều có hội chúng nhảy múa lơ lửng trên vô số ngà voi. Vua Đế Thích đã thụ hưởng lạc thú sung mãn như vậy. Thiện tánh qua đời cũng tái sanh về cõi trời, đồng thời xuất hiện giảng đường thiện tánh. Nhà luận nghị của chư thiên rộng 900 dặm, đẹp không nơi nào bì kịp. Và tại đó, vào ngày thứ 8 hàng tháng có thuyết pháp. Từ đó trở đi, ai trông thấy nơi nào lộng lẫy cũng nói giống nhà nghị luận của chư thiên, tức giảng đường thiện tánh. Quan Hỷ và Trầm Tư đều sanh thiên, đồng thời hiện ra một hồ sen tên Quan Hỷ rộng 500 dặm và một khu rừng dây leo tên Trầm Tư rộng 500 dặm. Nhưng riêng Thiện Sanh tái sanh thành một con sếu ở trong hang núi, và nhờ Đế Thích khéo hướng dẫn, sau trở thành vợ của vua trời Đế Thích luôn. Đây mới là chuyện đáng thương. Chồng làm phước, chồng được phước, chứ không thể nhờ chồng làm phước mà vợ được hưởng lây. Song cũng nhờ chồng còn biết nghĩ tới mình mà ra ơn cứu giúp, nên mới thành tựu kiếp sống chung vui sau này. Như vậy, câu chuyện này cho ta thấy rằng ai làm phước nào thì người đó hưởng quả báo tương xứng đối với phước mình làm đó, và nhất là tự mình làm mình hưởng,
chứ không ai làm thế giùm cho ai được, dù là người thân của mình. Bố thí có bốn cách: bố thí ngoại tài, nội tài như đã nói ở trên là hai, kế tiếp là bố thí vô úy, tức là bố thí không sợ sệt. Cách bố thí này cũng giống như bố thí nội tài, nghĩa là tự mình dẫn dắt mọi người hay bất cứ chúng sanh nào cần đến đi qua chốn hiểm nguy sợ sệt được an toàn. Có khi qua một khu rừng hoang vắng có thú dữ, trộm cướp hay ma quỷ hoành hành, những nơi đó không ai dám bước chân tới, song nhờ mình có đủ tư cách gan dạ anh hùng nên sẵn sàng đem thân ra cứu giúp mà không đòi hỏi một yêu sách gì. Hoặc có khi gặp con đường lầy lội bùn dơ, đi sẽ bị lấm lem trượt té, mình ra công san bằng sạch sẽ cho mọi người cùng đi với tấm lòng hân hoan vui thích. Hoặc nơi nào con đường bị gai gốc lùm bụi chắn ngang đường, không thể nào dám qua được, mình xung phong vào dọn dẹp để thành con đường êm ả không chướng ngại. Đó chính là cách bố thí vô úy. Việc làm này được Đức Phật tán thán qua câu chuyện kể sau. Một buổi sáng sớm, người Bà La Môn ra khỏi thành, dừng lại chỗ các sa môn thường vấn y. Ông đứng quan sát. Chỗ ấy có một cao rậm rạp. Khi một sa môn khoác y vào, chéo y quét qua cỏ, dính xương đẫm ướt, ông tự nhủ: đám cỏ này phải được dọn sạch. Hôm sau, ông đem cuốc ra rẫy cỏ, dọn sạch chỗ đó, nó trở nên bằng phẳng quang đãng. Hôm sau nữa, ông lại đến quan sát. Khi các tỳ kheo khoác y vào, chéo y quét trên đất và dính bụi, ông nghĩ thầm: ta sẽ rải cát ở đây. Ông lại đem cát đến đổ cho sạch nơi đó. Vào một ngày sáng sớm trời đã nóng bức, dịp ấy ông thấy các tỳ kheo mặc y mồ hôi đổ giọt. Người Bà La Môn nghĩ: ta sẽ cất một cái trại nơi đây. Lập tức ông che lên một cái lều cho các tỳ kheo. Lại ngày khác sáng sớm trời đổ mưa, dịp này ông lại thấy các tỳ kheo bị tạt ướt. Ông nghĩ thầm: mình phải cất nhà mới được. Nghĩ là làm, và khi ngôi nhà hoàn thành, ông tổ chức lễ khánh thành. Ông mời Phật và chúng tăng đến đó, mời ngồi bên trong và bên ngoài, rồi dâng thức ăn. Sau bữa ăn, ông cầm lấy bát của Đức Phật, xin Ngài hồi hướng công đức. Ông nói: bạch Thế Tôn, khi con đứng nơi này, đầu tiên nhìn các tỳ kheo đắp y, con thấy như thế và đã làm như thế như thế. Và bắt đầu từ khởi điểm, ông kể cho Phật nghe toàn bộ câu chuyện. Phật nghe xong nói: này Bà La Môn, người trí làm việc lành cũng vậy, hết lúc này đến lúc khác, từng việc một dứt bỏ những nghiệp xấu. Ngài nói kệ: bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thở vàng lọc bụi, trừ cấu uế nơi mình. Thứ tư là bố thí pháp. Bố thí pháp thật không giản đơn chỉ hiểu mà nói, mà còn phải thực hành như pháp đã nói. Cách bố thí này có hai. Thứ nhất là bố thí bằng lời nói, như những vị pháp sư chuyên giảng dạy những đề tài có ích cho thính chúng. Họ một khi đã nghe lọt tai rồi thì niềm tin về Tam Bảo ngày một sâu sắc và thực hành được kết quả lợi lạc lớn lao. Cách bố thí thứ hai là viết sách chỉ dẫn đường lối tu hành theo chánh pháp hay làm phước đạt đến quả vị như nguyện. Song việc làm phước thiện theo lời Phật dạy không phải chỉ mình làm, mà còn phải khuyến khích trợ giúp cho mọi người cùng làm thì quả báo mới to lớn được. Như Kinh Pháp Cú trong Phẩm Thế Gian Phật dạy: các cư sĩ, trên thế gian này ai bố thí nhưng không khuyến khích người khác bố thí, ở kiếp sau sẽ có phước báo về tài sản nhưng không có phước báo được nhiều người theo. Nếu không tự mình bố thí mà chỉ khuyên người khác bố thí thì sẽ có phước báo được nhiều người theo nhưng không có tài sản. Không tự mình bố thí và cũng không khuyên người bố thí thì sẽ không có phước báo nào hết. Nhưng người vừa tự bố thí vừa khuyên người khác bố thí sẽ nhận được cả hai phước báo về tài sản và tùy tùng.
và Phật còn khuyên bảo người già chưa biết làm phước thiện thì hãy mau mau làm để có chút tư lương cho đời này và đời sau. Như Phật dạy cho Takasila, một ông lão thợ bạc, cả đời chẳng chịu làm phước, được các con ông khéo làm phước để hồi hướng phước thiện cho ông. Này ông lão, ông đã già nua, thân thể ông như lá héo úa. Ông không tạo việc lành để làm tư lương cho đời sau. Hãy tạo cho mình một chỗ an trụ, hãy làm người khôn ngoan, đừng làm kẻ si mê. Phật nói kệ, câu 235. Ngươi nay giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Câu 236. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên. Đức Phật từ bi chỉ dạy làm phước thiện rõ ràng như vậy. Ngài còn nói, câu 122. Chớ khinh chê điều thiện, cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí đầy thiện đức, do chất chứa dần dần. Và còn khuyên bảo việc thiện đã làm nên tiếp tục làm thêm. Câu 118. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Đó là cách tự mình làm phước cho người. Tuy làm phước cho người là tốt, nhưng Đức Phật vẫn tán thán ca ngợi và khuyến khích chúng ta nên làm phần tự lợi này. Như bài kinh Pháp Cú dạy như sau, câu 166. Dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tự lợi. Nhờ thắng trí tự lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Vì đây là phần tu căn bản cho bản thân mình. Vậy tự làm phước cho chính mình là sao? Đó là những phương pháp trợ lực trực tiếp cho mình ngay trong kiếp hiện tại này được an lạc giải thoát. Người biết tu hành theo Phật là phải biết chuyên cần thực hành những pháp môn căn bản để tự lợi mình. Những pháp môn ấy là nghe kinh, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, trì trai, giữ giới, mà phải chuyên tâm mới được thành tựu. Một người khi đã chọn cho mình một pháp môn tâm đắc hợp duyên với mình rồi, thì chỉ cần chuyên tâm tí chí suốt đời, thế nào cũng được kết quả mong muốn. Giả sử số phần có hạn hữu đi chăng nữa, vẫn còn có phước báo tương xứng với phần công phu tu tập của mình. Vì đó là định luật nhân quả, và gieo nhân lành nào gặt quả tốt thế ấy. Nghe kinh thế nào mà được phước báo, và kết quả của việc nghe kinh ấy sẽ được lợi ích gì? Ta hãy nghe câu chuyện kể về tiền thân của 500 vị tỳ kheo trẻ là 500 con dơi nghe kinh mà được chuyển kiếp tu hành thành chánh quả. Chuyện này trong kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà, lúc Đức Phật lên cung trời 33 để an cư kiết hạ. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, 500 tỳ kheo này là bầy dơi nhỏ. Chúng ở trong một đồng núi, và có hai thầy tỳ kheo cư ngụ trong ấy đọc tụng kinh A Tỳ Đàm. Chúng nghe âm thanh luận tạng khi bay chung quanh đó, và đâm ra yêu thích âm thanh ấy. Với các câu: đây là các uẩn của chúng sanh, đây là các đại của chúng sanh, tuy chúng không hiểu ý nghĩa, nhưng vì yêu mến tiếng đọc tụng kinh, chúng được sanh thiên. Vào thời giữa Phật Ca Diếp và Thích Ca, họ ở cung trời hưởng khoái lạc và tái sanh vào xá vệ. Trong gia đình vọng tộc, do sự kính tinh và thần thông song hành, họ xuất gia theo tôn giả Xá Lợi Phất và trở thành những người đầu tiên thông đạt thức giác chi. Đó là công đức nghe kinh được chuyển kiếp làm người, và nhờ có túc duyên lành ấy nên gặp Phật tu hành sớm được giác ngộ. Còn tụng kinh thì sao? Chẳng hạn như câu chuyện về một người đem hết cả đời chỉ chuyên tâm tụng kinh, và ngay trong gian phòng tụng kinh của người đó sẽ hiện biến tướng nhiệm màu. Gian phòng đó sáng rực rỡ trong đêm tối, lại còn được chư thiên tới tán qua cúng dường, cũng như hòa tấu các điệu nhạc trời theo tiếng gõ mõ tụng kinh nữa. Câu chuyện kể như sau.
có hai huynh đệ cùng học một thầy. Sư huynh muốn đi tham học các nơi để học hỏi mở rộng thêm kiến thức. Sư đệ ở nhà chỉ biết tụng kinh bái sám thôi, chứ không làm việc gì khác. Trải qua hơn 10 năm du học, sư huynh ôm một mớ kiến thức trở về thăm lại sư đệ của mình tu hành hiện giờ tới đâu rồi. Và biết đâu mình về có thể giúp ích gì cho sư đệ chăng? Khi sư huynh hỏi thăm ra mới biết sư đệ suốt ngày chỉ lo việc tụng kinh bái sám, chứ không có gì mới mẻ. Sư huynh tỏ ra quá thất vọng cho sư đệ của mình. Sư huynh định bụng sẽ chia sẻ biết bao là kiến thức cho sư đệ để đền ơn tri ngộ. Và hôm đó vì mới đi về đường xá xa xôi nên sư huynh mệt mỏi muốn đi nghỉ sớm. Sư đệ như thường lệ, hôm ấy cũng như hôm nào, vẫn lặng lẽ thắp hương đốt đèn làm lễ tụng kinh một mình. Sư huynh đang nằm ngủ ngon, bỗng giật mình thức giấc, mở mắt lóng tai nghe sư đệ tụng kinh. Sư huynh hết sức ngạc nhiên khi nghe trong tiếng tụng kinh có những âm thanh kỳ lạ hòa theo nhịp kinh, thánh thoát du dương làm sao. Sư huynh mới choàng dậy qua chỗ tụng kinh của sư đệ, chợt thấy một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Trên không trung trong chánh điện, không biết qua từ đâu rơi xuống và thơm lừng. Và nhất là cả gian phòng đều sáng trực thứ ánh sáng không phải do đèn dầu mà tạo nên được như vậy. Thấy cảnh giới kỳ diệu, sư huynh lúc này mới có ý niệm hồi tâm lại những gì mình đã suy nghĩ và cảm thấy vô cùng hổ thẹn sau bao nhiêu năm tu học của mình. Tụng kinh mà được cảnh giới bất khả tư nghị như vậy, kể ra đâu phải ai ai cũng thực hành được. Đó chính là phước báo do tụng kinh thành tâm chiêu cảm nên vậy. Niệm Phật nếu đạt được nhất tâm bất loạn thì được Phật và Thánh chúng trước về cõi Phật ở Tây Phương. Về pháp môn ngồi thiền hay dù tu pháp môn nào, hễ nhất tâm vào định rồi sẽ có kết quả thù thắng theo từng cấp bậc thiền mà mình tu. Nghĩa là tu chứng tới quả nào thì sau khi chết được sanh vào cõi trời tương xứng với công phu tu tập của mình, mà hiện đời được an lạc nữa. Đó là nói đến pháp tu của phàm phu ngoại đạo mà còn thành tựu như vậy. Huống nữa là biết quy hướng về Tam Bảo Phật Pháp Tăng là ba ngôi báo ở thế gian. Bởi tu hành theo chánh pháp là đã hành ngộ biết bao nhiêu rồi, nhất là đưa đến quả vị an vui giải thoát ngay trong hiện đời như liệt vị thiền sư đã thể hiện. Giữ giới tinh chuyên thì được thiên thần hộ giới ủng hộ triệt để, như trường hợp Tổ Luật Sư Đạo Tuyên đã chứng minh vậy. Ngài đang đi vừa muốn dấp té, liền khi ấy có Thái tử Na Tra, con của Thứ Thiên Dương xuất hiện ngay tức thì để dìu dắt ngài liền. Còn nói về giữ năm giới cấm đối với hạng Phật tử tại gia, Phật dạy rất rõ. Khi mình giữ giới hoàn toàn thì không những ngay kiếp này được an vui hạnh phúc, mà kiếp sau sẽ sanh trở lại làm người sung sướng nữa. Năm giới cấm ấy là: không sát sanh, còn phải biết phóng sanh thì tránh được bệnh tật ốm đau; không trộm cắp, phải biết bố thí để được giàu có của cải; không tà dâm, phải biết giữ gìn chánh hành để được thân thể đẹp đẽ; không nói dối, phải biết nói lời chân thật để người tin tưởng kính trọng; không uống rượu thì được thông minh trí tuệ. Và thập thiện, tức là 10 điều lành, nếu giữ trọn vẹn thì ngay đời này được nhiều lợi lạc, và sau khi chết được tái sanh lên cõi trời. 1. Không sát sanh. Từ bi không sát hại sanh mạng sẽ được khỏe mạnh trường thọ. 2. Không trộm cướp. Ngay thẳng, không lấy của người sẽ được giàu có an ổn. 3. Không tà dâm. Trong sạch không quan hệ bất chính sẽ được xinh đẹp hạnh phúc. 4. Không nói dối. Chân thật không dối gạt sẽ được quy thế tiếng tâm. 5. Không theo dệt. Trung thực không xảo ngôn sẽ được mọi người kính mến. 6. Không đâm thọc. Hòa hợp không nói lời ly gián sẽ được nhiều người ủng hộ. 7. Không nói lời thô ác. Hòa nhã không cay nghiệt, không thô tục sẽ được cao sang. 8. Không sang tham, tức là rộng rãi, thí xã sẽ được vô lượng phước báo. 9. Không sân hận, tức là từ hòa nhẫn nại sẽ được vô lượng duyên lành. 10. Không si mê,
tức là sáng suốt tỉnh giác, sẽ được vô lượng trí tuệ. Trong luật tỳ kheo có nói Ba La Đề Mộc Xoa, có nghĩa là giữ trong sạch giới nào thì riêng được giải thoát theo giới đó, nên còn gọi là biệt giải thoát là vậy. Qua những điều trên cho thấy, những gì mình làm trong kiếp hiện tại này đều có kết quả lợi ích cho riêng mình, nên nhà Phật gọi đó là làm phần tự lợi. Phần tự lợi này tức là gieo ruộng phước cho mình chứ không vì ai khác. Dù là loài người hay súc sinh cũng vậy, nếu chuyên tâm hành trì thì phước đức vẫn như nhau. Và trong kinh Phật cũng khuyên hàng Phật tử là nên bố thí và khuyến khích bố thí. Như trong tích truyền pháp cú Phẩm Ác có lần, dân chúng ở xá vệ họp từng nhóm cúng dường tăng đoàn của Phật. Khi hồi hướng công đức, Thế Tôn bảo: các cư sĩ, trên thế gian này ai bố thí nhưng không khuyến khích người khác bố thí, ở kiếp sau sẽ có phước báo về tài sản, nhưng không có phước báo được nhiều người theo. Nếu không tự mình bố thí mà chỉ khuyên người khác bố thí thì sẽ có phước báo được nhiều người theo, nhưng không có tài sản. Không tự mình bố thí mà cũng không khuyên người bố thí thì sẽ không có phước báo nào hết. Nhưng người vừa tự mình bố thí vừa khuyên người khác bố thí thì sẽ nhận được cả hai phước báo về tài sản và tùy tùng. Một điều đáng ghi nhớ là mình đã làm phước lành thì hãy đón nhận đó là một việc làm tốt đẹp trong nhân gian. Vì làm lành thì được quả báo lành, nhưng làm với tâm trạng vô tư, chứ không nên móng tâm mong cầu. Bởi như thế tức là tham lam, mà tham lam là trái với tư cách bố thí, nghĩa là xả bỏ. Cho nên khi mong cầu mà đạt được mục đích thì hăng hái làm việc nghĩa tiếp. Trái lại, mong muốn mà không thỏa nguyện như ý thì dễ sanh tâm chán nản, đưa đến sự bất an cho chính mình. Rốt cuộc, nhân lành mà thành quả dữ hồi nào không hay. Đó là cái bệnh chung của việc làm lành mà ít ai chịu suy xét cho tường tận. Thật ra, trong giáo lý nhà Phật đề cập tới vấn đề nhân quả rất công bằng và cụ thể. Nhân quả thường xảy ra trong thời gian ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Có khi mình làm lành trong hiện tại mà được quả báo lành ngay trong hiện đời. Đó là do quả báo lành được thành tựu từ nhân lành có sẵn trong quá khứ, rồi còn sót lại mà nay mình tiếp tục thụ hưởng. Còn như việc làm lành trong đời này, tuy hoàn tất nhưng chưa được quả báo tương xứng như ý, tức là nó còn phải chờ đủ cơ hội hay nhân duyên hội tụ sẽ tự thành tựu thôi, chứ không mất đâu hết. Vì biết đâu nợ cũ chưa trả kịp ở đời trước, nay mình cố gắng trả cho xong, nếu trả xong rồi chắc chắn sẽ được quả báo lành đáp ứng ngay trong hiện đời thôi vậy. Như trong kinh Tăng Chi Bộ Phẩm Tế Đàn, Phật dạy rất rõ về điều này. Này Sariputta, ở đây ai bố thí không với tâm cầu mong, bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, bố thí không với ý nghĩ lành thay sự bố thí, bố thí không với ý nghĩ cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên. Bố thí không với ý nghĩ do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tịnh tính, hỷ duyệt khởi lên. Nhưng vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm. Do vị ấy bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên, và khi vị ấy nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, quy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị bất lai, không trở lui trạng thái này. Trong tích truyện Pháp Cú có nêu một câu chuyện về Tôn giả Mục Liên. Khi Tôn giả lên cõi trời thì gặp những vị trời hổ thẹn vì là một chút phước lành nhỏ mà được sanh lên thiên giới hưởng phước lạc ở cõi trời. Một hôm, Tôn giả Mục Liên đi dạo nơi cung trời, thấy một vị trời có thần lực rất lớn đang đứng trước cung điện của mình. Thiên thần ấy đến chào Tôn giả. Tôn giả hỏi: này thiên thần, ông có quy lực lớn,
ông đã làm gì mà được như thế? Ồ, bạch ngài, xin đừng hỏi tôi. Vì trời này chỉ là một việc thiện nhỏ nên xấu hổ không muốn nói. Tôn giả cứ hỏi lại, yêu cầu nói cho nghe. Cuối cùng thiên thần nói: Thưa tôn giả, tôi không hề cúng dường, tôn kính hay nghe pháp. Tôi chỉ nói thật mà thôi. Tôn giả đến cung điện khác, hỏi một vài thiên nữ khác. Họ cố giấu việc mình làm nhưng không qua được tôn giả. Một người nói: Thưa tôn giả, tôi không bố thí hay làm việc về tôn giáo, nhưng vào thời Phật Ca Diếp, tôi là đại tớ của một ông chủ tàn bạo hà khắc. Ông ta chỉ có đánh đập, nhưng khi tư tưởng sân hận nổi lên, tôi tự an ủi mình rằng ông ấy là chủ mình, có thể bắt giam mình hoặc xẻo mũi mình hay xẻo bất cứ nơi nào, đừng giận dữ. Như thế tôi làm lắng dịu lòng mình, chỉ có thế tôi được phước quả này. Người khác nói: Thưa tôn giả, khi tôi đang canh chừng ruộng mía, tôi có cúng một cây mía cho một sa môn. Tôi cúng một Timbarasaka, một Elaluka, một Farusaka. Tôi cúng một nắm củ cải. Tất cả đều kết luận: Bằng cách ấy, chúng tôi đạt được quả phước. Tôn giả trở về bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có phải người được sanh cõi trời chỉ vì đã nói thật, hay đã chế ngự cơn giận, hay bố thí một nắm đậu, vân vân? Vì sao ông hỏi ta điều ấy? Tất cả thiên thần đã chẳng kể rõ cho ông sao? Thưa dân, con tin rằng chỉ vài điều thiền nhỏ như thế cũng đủ sanh thiên. Phật dạy: Này Mục Liên, chỉ với lời nói thật, chỉ với việc chế ngự cơn giận, hay tặng một quà nhỏ, người được sanh thiên. Ngài nói kệ, câu 224: Nói thật không phẫn nộ, của ít thí người sinh, nhờ ba việc lành này, người đến gần thiên giới. Nói như vậy là đủ biết, gieo nhân duyên lành thì gặt được quả báo lành, chứ không mất mát đi đâu. Chỉ là khi đạt được quả báo thấy như không tương xứng thì chớ nên tự phụ, tự hào, làm tổn phước của mình, mà hãy nghĩ rằng phước báo hiện thời mình có được là do đời trước mình gieo trồng thôi. Cuối cùng, thực ra mà nói, Đức Phật vì căn cơ và nghiệp duyên của mỗi chúng sanh sai khác nên Ngài có nhiều phương tiện giáo hóa như vậy. Chứ chỉ làm phước bố thí cúng dường không thôi, ấy không phải là mục tiêu duy nhất Phật muốn nhắm đến. Điều rốt ráo mà Phật chủ trương là con đường đi đến giác ngộ giải thoát khổ đau trong ba cõi. Vì dù được sanh lên cõi trời hưởng thọ những phước mình tạo được có bao lâu chăng nữa, đến khi hết phước đó rồi, nếu không biết tu hành sẽ bị rơi lại trong ba đường ác, thì nguy hiểm biết chừng nào. Vì vậy, đối với Phật giáo, làm phước thiện chỉ là trợ duyên cho đời sống mình thăng hoa thêm lên. Bởi nếu xét kỹ trong tạng kinh Phật dạy, ta thấy hầu như Ngài chỉ khuyến khích người Phật tử tại gia làm phước thôi, chứ ít nhắc đến những người tu hành xuất thế, mặc áo giải thoát. Nếu có thì là phước trí nhị nghiêm thân. Thế mà thời nay, việc làm ấy không có ranh giới nào cả giữa hai hạng ấy, thì biết người tu thời nay ra làm sao rồi vậy? Làm người ai cũng muốn mình được giàu sang phú quý, chứ không ai muốn mình bần cùng hèn hạ. Nhưng sự thật trên đời không như mình mong muốn, kẻ giàu thì giàu thêm lên, còn người nghèo lại nghèo hoài. Tuy có lúc cũng có trường hợp ngoại lệ. Trường hợp ngoại lệ đó xảy ra trên thân phận của người giàu bỗng biến thành kẻ nghèo hèn một cách trớ trêu, và người nghèo bỗng trở thành kẻ giàu sang lạ thường. Thật ra điều đó không có gì xa lạ.
nếu ta biết cuộc sống trên thế gian này hoàn toàn đều do luật nhân quả chi phối cả. Hơn nữa, sự thay đổi đó, hay nói thực tế hơn, số phận của người đó đối với kiếp hiện tại này âu cũng là do biết và không biết mà ra cả. Biết là biết gì, và không biết là không biết gì. Chẳng qua là biết hay không biết gieo trồng cội phước cho mình ở đời này và đời sau mà thôi. Vậy thì gieo trồng cội phước bằng cách nào để đời sống vui sướng giàu sang trọn vẹn mà không bị hoàn cảnh trái nghịch làm cho mình bị sa lầy khổ sở? Suy cho cùng, làm phước bằng hai cách là tự mình làm phước cho mọi người và tự làm phước cho chính mình. Tự mình làm phước cho mọi người là sao? Hay gọi là phần lợi tha là sao? Nghĩa là mình vì người khác mà làm lợi ích, mà phần này quan trọng nhất là bố thí cúng dường. Bố thí là một trong những hành nguyện của hàng Bồ Tát, đứng đầu trong 6 hoặc 10 hành Ba La Mật của Bồ Tát. Đây là công việc không chỉ riêng cho hàng xuất gia tu hành giải thoát buông xả, mà ngay cả hàng Phật tử tại gia và vượt cả hai hạng Phật tử của Phật nữa. Vì người ta ai cũng biết bố thí giúp đỡ người, tức là giúp đỡ cho chính mình. Song có một điều là họ hoàn toàn không hề hay biết rằng bố thí cúng dường như thế nào thì được lợi lạc, đó mới là quan trọng. Và còn phải tùy thuộc vào đối tượng cũng như hành động của người cho và người nhận nữa, thì cách bố thí ấy mới đem lại phước báo nhiều hay ít thôi. Đức Phật dạy cúng dường bằng tấm lòng chân thành cùng với người nhận cúng dường là bậc chân tu giải thoát thì không phước báo nào sánh được. Như Kinh Pháp Cú có dạy trong Phẩm Phật Đà, câu 195: cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt hí luận, đoạn diệt mọi sầu bi. Câu 196: cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai lường trước được. Thật vậy, xin nêu ra hai câu chuyện cảm động trong tích truyện Pháp Cú để chứng minh rằng bất cứ ai thành tâm cúng dường Đấng Chí Tôn đều được phước báo vô cùng tận. Có một bà lão nghèo, nghe tin vua A Xà Thế giàu có như vậy mà còn phát tâm cúng dường Phật cả ngàn ngọn đèn dầu. Bà nghĩ, sở dĩ mình hôm nay nghèo là do kiếp trước không biết bố thí làm phước lành. Vì vậy, bà quyết định cúng dường ngay trong lúc này. Bà thu vén toàn bộ gia tài vốn có của bà, chỉ là 2 đồng bạc, liền đi mua dầu cúng dường Phật. Người bán dầu biết lòng thành của bà nên hảo tâm rót cho bà thêm 3 đồng dầu nữa. Được dầu, bà đem vào nhà cúng dường đèn dầu của vua A Xà Thế và phát nguyện rằng nếu bà sau này được thành chánh quả như bà mong muốn thì xin ngọn đèn cháy mãi không tắt. Thế là lời phát nguyện của bà được thành tựu, cháy mãi không tắt. Vì sáng hôm sau, ngài Mục Kiền Liên thổi tắt hết tất cả các ngọn đèn của vua A Xà Thế, nhưng chỉ có ngọn đèn của bà, dù làm cách nào để dập tắt cũng không thể tắt được. Vua A Xà Thế hay tin mới thắc mắc hỏi: tại sao ta cúng dường cho Phật nhiều như vậy mà không được cảm ứng bằng bà lão nghèo kia, chỉ có một ít đèn dầu? Đại thần Kỳ Bà mới đáp: bởi vì bệ hạ cúng dường mà không thành tâm. Cúng dường mà không thành tâm, dù cúng dường nhiều nhưng kết quả không được là bao, việc đó đành rành rồi vậy. Vì nó thể hiện tế nhị nơi lòng thành, và hơn thế nữa, lòng thành khi phát ra thì phải mau mau thực hiện ngay lập tức, đừng chần chờ mà đánh mất đi cơ hội quý báu đem lại nhiều sự thăng hoa trong việc làm phước thiện, như trong kinh dạy. Câu 116: hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, y ưa thích việc ác. Người nào gặp việc lành mà không nhanh tay làm liền, đó là do ý còn dương dấn việc xấu ác. Với bài kệ trên, Đức Phật dạy nhân một câu chuyện của bà La Môn tên là Tiểu Nhất Y. Bà La Môn Đại Nhất Y, thời Phật Tỳ Bà Thi, kiếp hiện tại tái sanh ở Xá Vệ tên Tiểu Nhất Y. Ông chỉ có độc một nội y, vợ ông cũng vậy, và cả hai xài chung một ngoại y. Như vậy,
khi bà La Môn hoặc vợ ra khỏi cửa thì người kia phải ở nhà. Một hôm người ta loan báo có thuyết pháp tại Tinh Xá. Cả hai thỏa thuận đi nghe pháp, bà ban ngày còn ông ban đêm. Ngồi trước mặt Thế Tôn, toàn thân của ông Quan Hỷ uống từng giọt pháp. Vì thế ông phát tâm cúng dường. Nhưng nếu dân y này đến Thế Tôn thì không còn ngoại y nào cho cả hai người. Một ngàn niệm ích kỷ không dân y nổi lên bên trong, thì có một niệm sùng tín lại muốn dân y. Hai bên tranh chấp lẫn nhau mãi cho đến khi canh một trôi qua và canh hai là đến. Và rồi ông vẫn chưa dân y lên Thế Tôn. Đến canh cuối, bà La Môn nghĩ rằng hai canh đã trôi qua, nếu cứ dạng co mãi và nếu niệm gì kỹ gia tăng mạnh mẽ thì sẽ không nhấc đầu ra khỏi bốn đường khổ. Do đó ông quyết cúng dường, lấy y đặt dưới chân Thế Tôn. Ông kêu to ba lần: ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Vua Ba Tư Nặc xứ Kosala tình cờ cũng dự thính, nghe thế ngạc nhiên, bảo quân lính hỏi chuyện, rồi thưởng cho ông một cặp y. Bà La Môn lại cũng dâng y này cho Thế Tôn. Vua lại tặng ông gấp đôi, tức là lần thứ nhất hai bộ y, rồi bốn bộ, tám bộ, cuối cùng 16 bộ. Bà La Môn dâng hết cho Như Lai, nhà vua lại tặng 32 bộ còn lại. Dù bà La Môn có dâng hết những gì ông có đến 100 lần, vua cũng vẫn đáp ứng tương xứng. Trong một tiền kiếp đại nhất y giữ 2 bộ trong 64 bộ nhận được. Vua thấy bà La Môn là một việc rất khó làm, nên ra lệnh tìm 2 cái mền trong phòng thiết triệu mang tặng ông. Mền đó trị giá đến 1.000 đồng. Bà La Môn tự thấy mình không xứng đáng đắp, nhưng mền đó thích hợp với giáo đoàn của Phật, nên ông lấy làm màn, một tấm treo trong hương thất để che giường của Thế Tôn và một tấm treo trong nhà mình để che nơi các tỳ kheo thường đến thọ thực. Buổi tối, vua đến thăm Thế Tôn, nhận ra mền, hỏi Phật, thì ra là tiểu nhất y cúng dường. Như vậy khi vua có niềm tin và hạnh phúc với niềm tin đó, thì người bà La Môn này cũng vậy. Sau đó, vua tặng cho ông 4 voi, 4 ngựa, 4.000 đồng, 4 phụ nữ, 4 tỳ nữ và 4 ngôi làng tốt nhất. Được lợi dưỡng như vậy là quá tầm cỡ của người bà La Môn này rồi, thật là quá sức tưởng tượng của ông ta. Thế nhưng, khi nghe các thầy tỳ kheo bàn tán về câu chuyện này, Đức Phật lại bảo: các tỳ kheo, nếu tiểu nhất y cúng dường cho ta vào canh đầu, ông đã nhận quà tặng mỗi thứ 16 cái. Nếu vào canh giữa, ông đã nhận mỗi thứ 8 cái. Nhưng vì để trễ đến canh cuối, nên ông chỉ nhận mỗi thứ 4 cái. Ai làm việc thiện đừng chần chờ, mà phải làm tức khắc. Một việc công đức làm chậm trễ, đem lại phước báo cũng chậm trễ. Do đó, ta phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng. Trong giáo pháp của Phật, dù là đại thừa hay tiểu thừa, cũng chỉ có một vị giải thoát là duy nhất. Cúng dường bậc đã lìa khỏi tham dục, sân hận, si mê, thì phước đức ấy không cùng tận. Đừng nói chỉ đối với Phật thôi mới đạt được những kết quả tương xứng như mong muốn khi vui cúng, mà ngay cả chính các vị đệ tử A-la-hán của Ngài cũng thành tựu những phước báo vô biên. Như ta đã biết, tôn giả Maha-ca-diếp có tâm hạnh rất từ bi. Ngài luôn luôn nghĩ đến, thương tưởng đến những hạng người bần cùng trong xã hội. Ngài chỉ đi khất thực ở những gia đình nghèo khổ thôi, là ý muốn gieo ruộng phước cho những người nghèo khổ này, cho họ có cơ hội thăng qua lên, bằng cách cúng dường Ngài mà thọ hưởng phước báo ở cõi cao sang hơn. Chuyện kể rằng, khi tôn giả Đại Ca Diếp ngụ ở hang tiêu, Ngài nhập định 7 ngày rồi xuất định. Quan sát bằng thiên nhãn những nơi sắp đi khất thực, Ngài trông thấy một phụ nữ canh giữ cánh đồng đang rang những bông lúa vừa gom được, và biết người này có niềm tin, khôn ngoan và tháo giác, sẽ giúp đỡ Ngài và được phước báo nhiều. Rồi Ngài đắp y, ôm bát đến đứng gần ruộng lúa. Bà thấy Ngài phát tín tâm, toàn thân quan hỷ và nhanh nhẹn đi lấy gạo rang, trút vào bình bát, xong đảnh lễ Ngài và ước nguyện. Bạch tôn giả,
xin cho con được tham dự vào giáo pháp mà ngài đã thấy. Trưởng lão hứa khả, tín nữ chào ngài và trở về, lòng cứ nghĩ đến sự cúng dường cho ngài. Nhưng khi tín nữ bước trên đường dọc theo ruộng lúa, đến chỗ có con rắn độc trước đây không cắn được trưởng lão vì y vàng phủ kín chân, nó bò ra và cắn bà té sắp xuống đất, và bà đã chết trong tín tâm. Bà tái sinh lên cõi trời 33 như người ngủ thức dậy, trong một thiên cung bằng vàng rộng 33 dặm, dốc dáng cao bằng 3/4 dặm, mặc một thiên y dài 12 dặm làm nội y, và một thiên y bằng như thế làm ngoại y, với 1000 thiên nữ tùy tùng. Cổng chính thiên cung trang hoàng, có treo một bình vàng đầy hạt lúa bằng vàng do công đức kiếp trước dâng gạo rang cho trưởng lão Đại Ca Diếp. Cúng dường hay bố thí cũng vậy, phải biết chọn đối tượng cúng dường, coi đó là những ai nên cúng, và khi ấy cúng cho một vị dù với số lượng ít ỏi theo lượng sức của mình còn hơn cúng cho nhiều người. Nhiều năm với số lượng nhiều nhưng kết quả không được bao nhiêu, vì nhiều người mà vẫn hoàn toàn chất chứa tham sân si, dù họ có nhận bao nhiêu cũng không ích lợi cho mình lắm, bởi họ không chịu phản tỉnh và quy hướng vào Tam Bảo để tu hành đoạn trừ phiền não, mà chỉ làm cho họ thêm tham sân si thôi. Có chăng là chỉ cứu vớt họ trong lúc túng thiếu tức thời, rồi họ vẫn nghèo đói lại như cũ. Nếu cứ làm phước thiện bố thí cho họ hoài như vậy, dĩ nhiên là không đưa tới mục đích cao hơn, mà chỉ là gieo duyên thôi. Bởi lẽ bố thí cho họ cũng vẫn được phước như bố thí cho các loài hữu tình khác. Song nếu cúng dường cho bậc đã giải thoát, mình mới có may mắn tạo phước duyên lành để tiếp nối cho đời sau được tốt hơn, như chuyện vừa nêu trên. Hãy nghe Indaka nói bài kệ do vị thần này kinh nghiệm trong việc bố thí cúng dường. Như hột giống, mặc dù rất nhiều, gieo trên đất xấu, không gặt hái nhiều, không làm nông dân vui thích. Vật cúng dường dù nhiều, dân người ác, không gặt quả nhiều, không lợi ích cho người thí. Còn hột giống dù ít, gieo trên đất tốt, sẽ gặp nhiều kết quả, nông phu vui lòng. Như thế, cúng dường người đức hạnh, chính trực và thánh thiện, dù ít vẫn được kết quả tốt, phong nhiêu. Bài kệ này được ghi nhận rằng nhân dịp ngài A Nậu Lâu Đà đi khất thực, Indaka cúng dường tôn giả một muỗng thức ăn của mình. Trong khi đó, Ankura đã đốt hàng ngàn lò sưởi trên quãng đường dài 12 dặm trong 12.000 năm và bố thí rất nhiều. Nhưng việc làm của Indaka được kết quả lớn hơn. Vì vậy nên khi Đức Thế Tôn đã lên cung trời 33, đã ngồi vào pháp tòa, chư thiên của 10.000 thế giới vây quanh và hầu tiếp ngài. Trên cõi trời 33, khi Đức Phật đấng tôn quý của mọi loài ngồi dưới cội san hô trên tòa hoàng thạch, thần tiên 10.000 cõi tụ về và hầu tiếp. Đấng tối thắng ngồi nơi cao nhất của cõi trời, không ai chói sáng bằng ngài, chỉ mình ngài độc nhất rực rỡ ác chư thiên. Hoàng hậu Maya từ cõi trời đâu xuất đến, ngồi bên tay phải của Đức Phật. Trời Indaka cũng đến ngồi bên tay phải Phật, và trời Ankura đến ngồi bên tay trái Phật. Khi các vị trời đầy quyền lực đến dự hội, Ankura phải rời khỏi chỗ và ngồi một chỗ cách xa 12 dặm, trong khi Indaka còn ngồi bên tay phải Phật. Thế Tôn quan sát cả hai. Ngài muốn dạy về phước báo lớn lao của sự cúng dường xứng đáng, nên bảo Ankura: dù trong 10.000 năm ngươi đã cho lập nên những lò sưởi trên suốt quãng đường dài 12 dặm và cúng dường vô số phẩm vật, sau thời gian dài ấy, bây giờ ngươi đến đây, nên trong chúng hội của ta lại ngồi xa ta nhất tới 12 dặm, tại sao thế? Thế Tôn nhìn Ankura và Indaka tuyên bố ai cúng dường giá trị. Ngài nói: Ankura, ngươi cúng dường vô số, vậy mà sau một thời gian dài ngươi ngồi chỗ thật xa, hãy đến đây. Âm thanh ấy dội xuống mặt đất
dân chúng đang cắm trại dưới ấy đều được nghe. Được đấng đạo sư thức tỉnh, Ankura nói: những thứ cúng dường ấy đã đem lại ích lợi gì cho con? Người xứng đáng được cúng chẳng đem lại phước báo gì ư? Dạ xoa Indaka này chỉ dâng chút ít phẩm vật, vậy mà ông ấy sáng hơn hết thảy chúng con, như mặt trăng sáng hơn tất cả tinh tú. Khi Ankura nói như thế, Đức Phật hỏi Indaka: này Indaka, ngươi ngồi bên tay phải ta, vì sao ngươi ngồi đây mà không dời đi? Indaka đáp: